Lúc này, tu sĩ Trúc Long Đạo mới hiểu rõ, trong bí cảnh này chính là một hệ thống đặc biệt cộng sinh, tác động vào một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Sau đó, vị đạo chủ kia liền thu lại trận pháp cấm chế, không ngăn cản xương mù dày đặc bốc lên nữa, đồng thời để lại lệnh cấm, chỉ cần bạch quỷ không dựa vào xương mù dày đặc che đậy mà tập kích phù sơn thì sẽ không tiếp tục giao chiến nữa. Tuy nhiên, vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, bên trong bí cảnh ngoại trừ số lượng lớn đệ tử luyện hư kỳ và nô bộc khôi lỗi thì còn phải có ít nhất một vị trưởng lão chân tiên kỳ tỏa trấn quanh năm. Hiện nay, Hàn Lập chính là trưởng lão chân tiên kỳ đảm nhiệm canh giữ ở chỗ này. Chương 258, mở hộp, Hàn Lập đứng trên quảng trường, tuy nhìn phong cảnh kỳ lạ bên trong bí cảnh nhưng ánh mắt bất định, hiển nhiên tâm tư không ở tại đây. Hắn tới đây đã hơn một tháng, đã dò xét một lượt toàn bộ hoàn cảnh nơi đây trừ ngoài biển. Ai muốn ra vào đây chỉ có thể đi qua cánh cửa duy nhất kia. Chính vì thế hắn chỉ cần bố trí một bộ cấm chế tại cửa vào và để lại một sợi thần niệm, nếu cổ kiệt đuổi giết tới bí cảnh thì có thể phát hiện được trước. Đương nhiên, bởi vì chỉ có một lối nên muốn thoát cũng rất phiền phức. Để giải quyết vấn đề này, trước khi tới đây, Hàn Lập đã đi một chuyến tới phía nam đại lục Cổ Vân, tạo một huyệt động trong một vách đá bí ẩn ở lôi bạo Hải Dương. Trong huyệt động, hắn dùng 9 cây câu lôi mục bố trí một lôi trận ổn định có thể truyền tống cự ly viễn siêu và để lại tiêu ký thần hồn trên đó. Chỉ cần hắn có mặt đâu đó ở đại lục cổ vân, với sự liên hệ giữa thần hồn và tiêu ký thần hồn đã lưu tại lôi trận, là có thể sử dụng lôi trận truyền tống tới đó trong nháy mắt. Nếu thực sự cổ kiệt đuổi giết tới đây, hắn có thể truyền tống cực nhanh tới đó, sau đó chạy vào lôi bạo hải dương thì tỷ lệ tránh được truy tung rất lớn. Tuy nhiên do lôi trận này luôn ở trạng thái kích hoạt trong thời gian dài, mỗi giây mỗi khắc đều tiêu hao lôi điện lực trong câu lôi mộc, nên nhiều lắm cũng chỉ trèo chống được trăm năm mà thôi, bởi vì khi lôi điện lực hao hết thì công dụng sẽ không còn, đã đến bước này thì chấp nhận thôi tốt nhất là xử lý ngay mấy việc trước mắt đã hàn lập lẩm bẩm mấy tiếng hai tay vỗ nhẹ lên lan can bằng bạch ngọc rồi xoay người đi thẳng về động phủ phía trong quảng trường ở trong mật thất động phủ hàn lập ngồi khoanh chân bàn tay khẽ đảo trên tay hiện ra hai trang giấy mỏng màu vàng hắn xem xét kỹ càng những chữ ghi chép trên hai trang giấy không phải vật gì khác mà chính là đan phương thống nguyên đan và xuân lâm đan hiện tại hàn lập cần có biện pháp nhanh chóng nâng cao thực lực tăng tiến tu vi vì vậy nhất định phải luyện chế ra một lượng lớn đan dược địa giai nhằm hỗ trợ việc tu luyện. Đối với Thống Nguyên đan, hiện nay hắn đã có chút tâm đắc khi luyện chế, xác suất thành công đã cao hơn hẳn trước đây. Còn Xuân Lâm đan thì tuy hắn chưa từng luyện chế, nhưng với sự hỗ trợ của Chân môn Bảo Luân tin rằng độ khó cũng không quá cao. Trước mắt, linh dược để luyện chế hai loại đan dược này đều không thiếu. Với ý định ở đây lâu dài, hắn đem theo đại bộ phận hạt giống linh dược trồng ở linh dược viên trong động phủ riêng của mình hắn cũng hiểu rõ, dù đã có hai đan phương địa cấp nhưng trường kỳ phục dụng rồi cũng sẽ nhờn thuốc, hiệu quả đan dược xuống thấp, làm lãng phí linh dược và giảm tốc độ tu luyện. Vì thế, hắn cần càng nhiều các loại đan phương khác để luyện chế nhiều loại địa đan. Từ lâu, hắn đã tuyên bố nhiệm vụ đổi đan phương địa đan tại vô thường minh. Nhưng do đan phương quá mức chân quý, đại bộ phận địa đan sư không muốn đưa ra giao dịch nên mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Nghĩ tới đây, bàn tay hàn lập rung lên, lòng bàn tay hiện ra một hộp ngọc tử sắc đó là vật lấy được từ bình giao tử. Vật này đã được một vị tạo nghệ gần tới thiên đan sư cẩn thận phong ấn, khả năng bên trong có đan phương mà đám luyện đan sư coi như tính mạng cũng nên. Mắt hắn nhìn đường vân dày đặc trên bề mặt hộp, tay rung lên, hơn 10 tiểu kỳ hắc sắc khoảng tầm một tấc hiện ra. Thân tiểu kỳ đen nhánh, chất liệu như thiết, bên trên vẽ nhiều loại ám văn phức tạp khó hiểu. Hàn lập cầm thiết kỳ, cắm xuống nền đá theo hình vòng tròn, ngón tay nâng lên rồi nhẹ nhàng khắc họa xuống nền đất giữa các cây thiết kỳ. Chỉ chốc lát sau, một pháp trận nhỏ khá phức tạp hiện ra trên mặt đất. Hàn Lập đặt hộp ngọc chính giữa pháp trận, hai ngón tay duỗi ra, kết xuất một pháp quyết, miệng niệm tụng. Theo tiếng tụng niệm, ám văn trên thiết kỳ lẫn trận văn khác trên mặt đất đồng loạt sáng lên. Mở, Hàn Lập khẽ quát lên, toàn bộ pháp trận hào quang chói mắt, bao phủ trọn hộp ngọc tử sắc. Một tiếng xì khẽ vang, ngân sắc phù lục trên hộp ngọc sáng lên, trực tiếp bốc cháy. Hộp ngọc tử sắc vừa bị đốt các đường vân được khắc sẵn cũng thi nhau sáng lên khiến nó trở nên rực rỡ lóng lánh như một khối thủy tinh màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Hàn lập chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên nó rung động kịch liệt, đường vân càng lúc càng sáng hơn như thể muốn nứt vỡ. Sao lại như thế, tâm trí hắn căng thẳng, lam quang trong mắt sáng lên, minh thanh linh mục phát động. Bên trong hộp ngọc, từng đạo phù văn chìm ẩn mắt thường không thể phân biệt sáng lên như thể muốn phát động khả năng tự hủy, muốn làm chiếc hộp và vật giấu bên trong hoàn toàn tan vỡ phong cấm chi thuật của hộp ngọc thế mà có hai tầng mi nhám. Nếu chỉ tiêu trừ ngân sắc phù lục bên ngoài thì phù văn chìm ẩn bên trong sẽ phát động. Cả hai đều tạo ra hậu quả không thể vãn hồi. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, khẩu quyết chân ngôn bảo luân được hàn lập mặc nhiệm, kim quang toàn thân đại phóng. Một viên luân vàng kim cỡ một xích hiện ra sau lưng, chậm chậm quay tròn. Theo tâm niệm của hắn, chân ngôn bảo luân xoay nhanh, vô số gợn sóng vàng kim tản rộng dần ra, bao trùm phạm vi mười trường. Trong mật thất, ngoại trừ hàn lập ra, hết thảy bóng chậm lại. Hào quang trên phù văn bên trong hộp ngọc đang cấp tốc sáng rực lên đột nhiên chậm hẳn lại. Lúc này hàn lập mới phát giác ra từng đạo minh ám thay nhau lóe sáng. Hai ngón tay khép lại, múa may một hồi, hai tay biến hóa liên tục, từng lá thiết kỳ được nhổ lên hình thành một pháp trận nhỏ khác. Mở, hàn lập phát ra một tiếng quát nhẹ, hào quang phía trên pháp trận lập tức đại tác. Từng sợi hắc quang như mũi tên nhỏ theo thiết kỳ màu đen bắn vào hộp ngọc màu tím. Bên trong hộp ngọc, hào quang phù văn thu vào không còn nhấp nháy nữa rồi tiêu tán hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài hộp ngọc cũng dần dần nhỏ đi hỏa diễm phù lục tắt hẳn đường vân trên hộp ngọc màu tím cũng dần dần ảm đạm biến mất trên bề mặt hộp truyền đến một tiếng vang nhỏ bang lại tự mở ra hàn lập thu chân môn bảo luân vào trong cơ thể tay một chảo hộp ngọc màu tím liền bay vút lên rơi vào lòng bàn tay của hắn toàn bộ bên ngoài mật thất hắn đã sớm bố trí một tầng pháp trận cấm chế cũng không lo bên trong hộp ngọc còn bố trí thủ đoạn gì làm bại lộ vị trí của hắn. Hắn ngưng thần nhìn lại, trong hộp ngọc toàn bộ trống rỗng, chỉ có ở dưới đáy hộp là một sấp giấy mỏng màu vàng nhạt nằm lặng yên. Hàn Lập thấy vậy thả thần thức quét qua, phát hiện bên trên không có thần niệm ấn ký, mới đưa tay nâng lên tỉ mỉ tra xét. Chỉ thấy trên trang thứ nhất có ba chữ to thừa uyển đan dùng cổ truyện văn để viết, hàng chữ phía dưới nhỏ hơn viết tên năm loại linh dược, niên đại, cách dùng và phương pháp luyện chế. Hàn lập nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quả nhiên như hắn sở liệu, trong hộp ngọc này đúng là chứa đan phương. Xem qua trang thứ nhất, hắn lật tiếp mấy trang sau, lại xem qua hơn 10 trang, kinh hỉ phát hiện những đan phương này đại bộ phận là đan phương địa giai, kể cả thượng uyển đan ở trang nhất, vậy mà có chừng 7 cái. Bất quá, vừa nghĩ tới bình giao tử đã có năng lực luyện chế ra đạo đan, hắn cũng bình thường trở lại. Đã có 7 đan phương địa giai này, cộng thêm thống nguyên đan và xuân lâm đan lúc trước, Vậy thời gian dài sau này hắn cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm đan phương rồi. Căn cứ vào đan phương miêu tả bề ngoài đan dược, Hàn Lập cơ bản xác định bình đan dược vàng óng ánh lúc trước lấy từ chỗ bình giao tử chính là thừa Uyển Đan không thể nghi ngờ. Nói về phẩm cấp những đan dược này, tựa hồ từng cái so với Xuân Lâm Đan còn muốn cao hơn một ít, đương nhiên sử dụng linh dược tự nhiên không phải phàm phẩm. Không nói đến chủng loại hiếm thấy, số tuổi của chủ linh tài cũng đều cần đến 5, 6 vạn năm trở lên. May mắn chính là Chỗ này chính là Phù Sơn Bí Cảnh, vốn là một bảo khố linh dược tự nhiên, có rất nhiều linh dược có thể tìm thấy ở nơi này. Với thân phận của hắn, chỉ thu thập một ít linh dược chưa đủ trăm năm trở lại, tông môn tự nhiên sẽ không hỏi đến. Sau đó hắn sẽ thông qua linh dịch bình nhỏ thúc ra chủ linh tài đủ tuổi, còn linh tài khác có thể thông qua tiên nguyên thạch mua sắm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hàn Lập kiềm chế vui sướng trong lòng, cầm lấy hộp ngọc, định thu hồi những đan phương này thì khóe mắt đột nhiên quét qua hộp ngọc lần cuối. Lựa hồ có chút khác thường. bàn tay hắn lật lên, lấy ra một thanh thủy thủ mỏng như lá liễu, chọc vào sát mép hộp ngọc, cạy nhẹ lên. chỉ nghe một tiếng tạch vang nhỏ, một miếng ngọc màu tím bóng loáng như kính từ hộp ngọc bị nạy ra. Hàn lập cầm miếng ngọc dày hơn không bao nhiêu so với trang giấy, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. ánh lửa chiếu dọi xuyên thấu trong mật thất, có thể thấy phía trên miếng ngọc bóng loáng phân bố dày đặc từng đường vân cực kỳ nhỏ, liên kết với nhau phát thảo ra một bức đồ án hoa văn hình tròn vô cùng phức tạp. Hàn lập nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ phía trên miếng ngọc giò xét. Thần trí của hắn vừa mới chạm vào miếng ngọc, trên mặt đồ án hoa văn hình tròn lập tức rực rỡ sáng lên một tầng kim sắc quang mang, từ đó bay ra từng khối kim sắc phù văn, trực tiếp đẩy thần trí của hắn ra ngoài. Thử thêm vài lần đều bị như thế, hắn khẽ thở dài, đành phải tạm thời buông tha. Cũng không phải là hắn không thể dùng thần thức cường đại cưỡng ép bài trừ, chỉ là trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy miếng ngọc này tựa hồ rất bí ẩn, không muốn mạo hiểm hủy hoại miếng ngọc mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn đành thả miếng ngọc bản và đan phương vào hộp ngọc rồi thu lại. Sau đó, bàn tay hắn lần nữa khẽ vỗ trước người, một đạo quang mang hiện lên. Một thạch lô màu xám trắng cao hơn người bỗng hiện ra, binh một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 259, bận rộn, chiếc thạch lô xám trắng chính là vật lấy được từ chỗ hầu vương trước đây. Lúc này hầu nhi tử từ, từ trong thạch lô cũng đã rót ra hết do nhiều năm xâm nhiễm nên lô này vẫn còn phảng phất mùi rượu thơm nhàn nhạt, nhạt hàn lập hít một hơi thật sâu song thủ kết động thật nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết kỳ lạ chỉ thấy từng đạo thanh quang từ trường tâm liên tiếp bay ra nhập vào trong thạch lô tám phù văn thô to minh khác ở thân lô rực sáng ngân quang từng đợt quang mang sáng lên quả là thế hàn lập thấy vậy nội tâm vui vẻ quả nhiên khẩu quyết tế luyện bảo vật lấy được từ lân cửu có tác dụng với thạch lô này quang mang trong mắt hắn lóe lên, pháp quyết không ngừng từ song thủ bay ra, miệng vang lên một hồi thanh âm liên tục. Quang mang tỏa ra từ phù văn trên thân thạch lô càng lúc càng sáng chói, từ lô vang vẳng ra từng đợt thanh âm kẹt kẹt. Bề mặt lô hiện ra từng đường vân dài hẹp như chiếc lá, từ trong phát ra ngân quang chói mắt. Trong ngân quang, từng mảng đá chóc ra, hình dáng thạch lô nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một thoáng chỉ còn hơn phân nửa. Khi ngân quang tắt đi, thạch lô nguyên bản không còn mà trở thành một đan lô màu bạc, bên ngoài chạm khắc hoa văn phức tạp. Nguyên bản tám phù văn vừa thô vừa to vẫn còn nhưng đã biến thành tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều. Đan lô phẩm chất thế này hẳn là càng tốt với luyện chế đan dược rồi. Hàn lập bình tĩnh lại, ngắm nghĩa khí tức và phẩm chất lô. Hắn cảm thấy đan lô này không thua kém chút nào so với lò đan kim sắc của bình giao tử, bột miệng lẩm bẩm. Dứt lời, tâm niệm nhảy lên, bên cạnh hiện lên một đạo ngân quang. Một tiểu nhân ngân diếm cao khoảng hai xích tự nhiên hiện ra giữa không trung, lảo đảo rơi xuống dưới đất. Chợt nó bị lò đan hấp dẫn bèn khựng lại ngó sang, lại ngoái cổ nhìn Hàn Lập, rồi nhanh chóng lượn quanh cái lô. Hàn Lập mỉm cười, liên hệ tâm thần với nó. Ngân Diễm tiểu nhân hiểu được, tung người nhảy tới cửa lô. Bỗng nhiên nó phồng miệng phun ra ngọn lửa cực lớn không tương xứng với hình thể nhỏ bé của nó. Đoàn ngân sắc hỏa diễm xe tới, trực tiếp bay tới đáy lô, bốc lên rừng rực. Ngọn lửa ngân sắc bốc lên dữ dội, một dòng khí cực nóng tỏa ra khắp mật thất. Sau một lát, từng đạo linh văn trên ngân sắc đan lô sáng lên, dần dần chuyển sang màu đỏ thấm. Đan lô từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên nắp lô, dường như nó đang cảm thấy thú vị. Nó ngồi sát mép lô, hai chân nhỏ xíu đong đưa vung vẩy trong không khí, cả người lắc lư ngư theo nhịp dao động của lô. Hàn lập thấy vậy, một tay vẩy nhẹ, chúc linh thảo cùng với hơn chục loại linh dược bay ra từ chữ vật chạc, lơ lửng giữa không trung. Hai tay hắn hợp lại, trà sát vào nhau trên không, mười mấy loại linh dược kia phát ra tiếng động bột bột rồi hóa thành bột mịn cùng lúc đó hai ngón tay hàn lập chỉ về phía lô rồi vẫy vẫy nắp lô đang bị ngân diễm tiểu nhân ngồi trên liền từ từ bay lên đám nguyên liệu bột đang lơ lửng trên không lúc này như bị một lực lượng vô hình nào đó hút cả vào trong lô nắp lô cũng lập tức đóng lại phát ra tiếng ken két ngay sau đó tám đạo phù văn màu bạc trên đan lô liên tiếp sáng rực lên phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ Ngọn lửa màu bạc ở phía dưới đan lô như bị một lực lượng nào đó điều khiển, ngọn lửa bùng lên tạo thành một con rồng lửa bao trọn cả cái lô. Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên đan lô thấy vậy, cả người nó nhoáng lên, biến thành một con chim lửa màu vàng rồi lao thẳng xuống phía dưới, hòa làm một với con rồng lửa. Phừng, một tiếng động nhỏ vang lên, con rồng lửa bỗng bừng lên, một cỗ lực lượng nóng bỏng phát ra, nhiệt độ tăng vọt lên mấy lần. Hàn lập thấy vậy, hai mắt sáng ngời lên. Với những diễn biến trước mắt thì thời gian luyện một mẻ đan sẽ ngắn hơn trước rất nhiều, chỉ là không biết tỷ lệ thành đan ra sao. Thời gian từng nhịp trôi qua, thỉnh thoảng Hàn Lập lại sử dụng Chân Ngôn Bảo Luân vào đúng dịp cần thiết, phía trên đan lô phát ra đủ màu bảy sắc cầu vồng, tuy nhiên trong mật thất vẫn chưa ngửi thấy bất kỳ mùi thuốc nào. Cỡ bảy tám canh giờ sau, ánh sáng bảy màu trên lò đan bỗng nhiên tắt ngấm, lò đan trở về màu trắng bạc, chỉ có một phần nhỏ do nhiệt độ quá cao chưa kịp nguội nên vẫn còn màu đỏ sậm ngọn lửa màu bạc thu nhỏ lại hóa thành một ngân diếm tiểu nhân, nó bay ra từ dưới lò đan rồi ngồi lên vai Hàn Lập. Một thanh âm bịch vang lên, lò đan màu bạc đã hạ xuống mặt đất. Hàn Lập khẽ cao mày tiến tới, trên tay phát ra hào quang rồi vung lên nhẹ nhàng. Nắp lò đan vừa mở, một cỗ dược hương đậm đặc liền sộc ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập khắp mật thất. Hàn Lập cúi người nhìn vào bên trong lò đan, hắn thấy 16 viên đan dược màu vàng kim đang nằm im phía trong, nhiệt lực vẫn chưa tiêu tán từng làn khói trắng nóng hổi vẫn quanh quẩn bên trong thật không thể tin nổi lò này lại có công hiệu như vậy không chỉ rút ngắn thời gian luyện đan rõ rệt mà còn giúp nâng cao tỷ lệ thành đan như vậy quả thật là không thể tưởng tượng nổi hàn lập lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên thán phục hắn cố gắng kìm chế niềm vui sướng trong lòng lại sau khi thu hết số đan dược trong lò vào bình ngọc tay hắn lại vung lên xuất ra một đám dược liệu mới hắn muốn tranh thủ thời cơ nhanh chóng luyện chế ra càng nhiều đan dược càng tốt Mấy tháng sau, ánh lửa màu bạc trong mật thất vừa mới tắt, một con chim lửa màu bạc bay ra từ dưới lò đan lên rồi biến thành ngân diễm tiểu nhân, nó nhảy nhót không ngừng quanh chân Hàn Lập, túm lấy vạt áo rồi trèo lên vai hắn. Hàn Lập lộ vẻ mệt mỏi, hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi cười cười, sau đó đi tới bên cạnh lò đan màu bạc. Bàn tay hắn khẽ vung lên, nắp lò đan mở ra, một cỗ dược hương đậm đặc thoát ra ngoài. Hàn Lập vung chảo lấy đan dược trong lò ra đặt ở trước mặt rồi bắt đầu đánh giá mỗi khỏa đan dược to cỡ hạt long nhãn, toàn thân màu bích lục, có vẻ thông linh, do hàn khí vẫn chưa tán nên toát ra linh khí mịt mờ, mười phần bất phàm. Không tệ, một mẻ luyện được 11 khỏa, tỷ lệ thành đan đã nâng cao lên nhiều. Sau khi lật tay thu đan vào bình ngọc, hắn lẩm bẩm vài tiếng. Sau một lát, dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn ngồi xuống khoanh chân, một tay vung lên, lấy ra mặt nạ đầu trâu rồi đeo vào. Cùng với đám ánh sáng xanh bừng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn cực lớn ánh mắt hàn lập tập trung quan sát kỹ càng danh sách nhiệm vụ ở bên trái trận bàn xem chừng đã xảy ra rồi hàn lập khẽ buông tiếng thở dài sắc mặt tỏ vẻ ngưng trọng vừa rồi sau khi kiểm tra hắn thấy những nhiệm vụ của lân thập thất công bố ở vô thường minh đã biến mất tất nhiên không phải do những nhiệm vụ ấy được tiếp nhận mà chính là bản thân gã chính xác hơn là mặt nạ vô thường minh của gã đã xảy ra vấn đề trong lòng hàn lập rung động hắn lập tức liên hệ với ấn ký ở cửa vào bí cảnh và bờ hải dương lôi bạo sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn hoàn hảo thì hắn mới tạm yên tâm. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hơn 10 năm. Hắn dùng hơn nửa thời gian vào việc luyện chế đan dược, đồng thời cũng dùng Trường Thiên Bình Cô Động ra không ít tinh hạt. Một ngày nọ, trên quảng trường phía trước động phủ của Hàn Lập, mười mấy thanh niên nam nữ mang phục trang đệ tử trúc long đạo, người trước kẻ sau phi độn tới trước tòa động phủ. Hàn Lập đứng trên thềm đá ngay cổng lớn, ánh mắt quét qua từng người, từ miệng hắn vang lên mấy cái tên. Hồ Trầm, La Đường, tâm tùy lệ trưởng lão bảy tám thanh niên nam nữ từ trong đám người kia phóng tới đi đến trước hàn lập chắp tay thi lễ mấy người này đều có tu vi luyện hư đỉnh phong là những đệ tử trấn giữ nơi này trong thời gian tới có thực lực xuất chúng nhất trong đám người ta gần đây muốn phong bế ngọn núi bế quan tu luyện một thời gian bên trong bí cảnh hết thảy sự vụ tạm giao cho mấy người các ngươi xử lý nếu không có sự tình khẩn yếu không cần bẩm báo với ta hàn lập mặt không biểu tình phân phó tuân mệnh Mấy người kia cùng đáp, đây có một bí phủ đưa cho các ngươi, nếu có tình huống các ngươi không cách nào ứng phó được, chỉ cần rót linh lực vào và phóng thích, bí phủ sẽ tự động bay vào trong động phủ báo cho ta biết. Hàn Lập nói ra, vâng, mọi người lại mở miệng đáp, lệ trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định không phụ lòng trưởng lão ủy thác. Một thanh niên da đen trong đó thoạt nhìn hơi lớn tuổi đi lên trước, hai tay tiếp nhận bí phủ, nói ra. Tốt rồi, đều đi xuống đi, Hàn Lập gật đầu thỏa mãn, mọi người lại thi lễ, sau đó độn quang nhao nhao sáng lên bay đi. Gần nửa ngày sau, ngọn núi ở chỗ Hàn Lập chấn động, từng đạo cột sáng màu xanh phóng lên trời, giao thoa lẫn nhau trên không, hóa thành một màn sáng màu xanh cực lớn, bao phủ cả ngọn núi vào trong. Trên ngọn núi, một tòa sơn động cực lớn mới mở ra, gần bên trái thạch bích xây dựng một lò luyện hoàn toàn mới. Bên cạnh lò luyện có một bàn đá, trên đó bảy biện bảy tám loại linh tài hình dạng khác nhau. Trong đó dễ thấy nhất là hơn 10 khối kim loại màu ánh kim to cỡ đầu người, cùng một hòn đá màu trắng lớn chừng nắm đấm. Khối trước mặt ngoài khảm dày đặc đường vân hình dáng như cánh hoa. Khối sau toàn thân trắng muốt, mơ hồ lộ ra mùi đàn hương. Hai khối này đúng là học văn tinh kim cùng lang tiền vân thạch. Hàn lập đứng bên cạnh lò luyện, phát tay hút khối lang tiền vân thạch vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhuận. Vài năm qua, hắn đồng thời một bên luyện chế đan dược, một bên tìm hiểu tin tức trúc long đạo. Căn cứ từ mọi manh mối có được, Hắn đại khái suy đoán ra, Cổ Kiệt hôm nay có lẽ cũng không còn nấn ná gần trúc Long đạo nữa. Chỉ mong là bị một vị kim tiên trong tông ngăn cản đuổi đi a. À. Trong lòng hắn suy đoán như thế, mặc dù vậy, Hàn Lập như trước không dám đánh giá thấp lửa giận của một vị kim tiên, cho nên cũng không có buông lỏng phòng bị. Hôm nay, đan dược hắn đã luyện chế ra không ít, liền muốn bắt đầu thông qua phục dụng đan dược tu luyện trở lại. Bất quá trước đó, hắn muốn tế luyện thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa chỉ thấy tay hắn chỉ một cái, một tiếng thanh minh vui sướng từ trong cơ thể hắn vang lên, tinh viêm hỏa điều từ đầu ngón tay hắn phóng tới, trực tiếp lướt vào bên trong lò luyện, đăng, bắt đầu thiêu đốt. Bên trong lò luyện, ngọn lửa bạc cuồn cuộn, một cỗ sóng khí nóng bỏng lập tức mãnh liệt phóng tới. chương 260, Luyện Kiếm, Hàn Lập nhẹ nhàng đưa bàn tay ra phía trước, khối lang tiền vân thạch trong lòng bàn tay liền bị một đạo tiên linh lực cuốn xuống, chậm chậm bay vào trong ngân sắc hỏa diễm. Ngân sắc hỏa diễm bùng lên vài cái, rồi quấn lấy hòn đá trắng lớn chừng quả đấm, từ từ thiêu đốt. Nhưng theo thời gian từng điểm nhỏ giọt trôi qua, hòn đá trắng vẫn thủy chung giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có một chút biến hóa nào. Hàn Lập vẫn bình thản, hai tay kết pháp quyết, miệng khẽ vang tiếng ngâm tụng. Chỉ thấy xung quanh hỏa đường đá đen bỗng nhiên có từng vòng ánh sáng đỏ bùng lên. Từng cái phù văn tạo hình cổ xưa lập tức hiện ra, nhảy nhót lên xuống không ngừng. Trong hỏa đường sau khi phù văn tỏa sáng thì ngân sắc hỏa diễm lập tức bùng lên. Bên ngoài ánh sáng trắng xuất hiện thêm một tầng sáng màu đỏ. Tuy sức lửa không có biến hóa rõ rệt, nhưng trong ngọn lửa như có thêm một loại chấn động kỳ dị. Ngay khi có thêm chấn động này, lang tiền vân thạch rốt cuộc đã xuất hiện một tia biến hóa. Từng tiếng xì xì phát ra, rốt cuộc khối đá trong ngân quang diễm đã dần dần nóng chảy thành một đoàn chất lỏng màu ngà sữa giống như sáp, chậm chậm trôi nổi trong ngọn lửa mùi đàn hương nồng đậm đến cực điểm lập tức tràn khắp gian mật thất. Hàn lập thấy vậy, thò tay về phía đó rồi thu mạnh lại. Chất lỏng do lang tiền vân thạch đã hoàn toàn nóng chảy thành lập tức bị cuốn theo tiên linh lực của hắn, bay ra ngoài hỏa diễm. Hàn lập đưa tay còn lại ra, trong lòng bàn tay đã sớm có một cái thạch bình màu đen phủ đầy những đường vân màu lửa đỏ. Lang tiền thạch dịch liền được rót vào trong đó. Sau khi thạch dịch màu ngà sữa chảy vào trong miệng bình, trên thân bình lập tức có một vòng phù văn sáng lên toàn bộ thân bình như một khối sắt nung đỏ, nóng bỏng vô cùng. Hàn lập cua tay, dùng một quầng sáng xanh đẩy kín miệng bình, rồi đặt lên trên bàn đá. Sau đó, bàn tay hắn lại khẽ huy động, một khối hộp văn tinh kim liền lơ lửng bay tới, rơi vào trên hỏa đường. Lúc này, hắn không kết pháp quyết thúc dục pháp trận trên hỏa đường, mà quay người đi vào trong huyệt động, khoanh chân ngồi xuống một bệ đá cao gần nửa xích, để mặc tinh viêm hỏa điều tự dùng ngân quang hỏa diễm dung luyện khối tinh kim này. Dưới hỏa diễm thiêu đốt cuồn cuộn, những đường vân hình cánh hoa phủ bên ngoài hộp phan tinh kim sáng lên hào quang màu vàng ròng, nổi bật trong ngân sắc hỏa diễm, nhưng từ đầu tới cuối không hề có vẻ sẽ nóng chảy. Hàn lập khẽ liếc qua, rồi nhắm mắt điều tức, không nhìn đến. Sau 7 ngày 7 đêm, bên trong hỏa đường, ngân sắc hỏa diễm vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Tinh kim nhìn như không thể phá vỡ đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thấm, tựa như một tảng băng đang bắt đầu tan. Phía trên tinh kim đã có từng giọt dịch thể màu vàng kim rơi xuống. Ở phía dưới, đã bày sẵn một cái thạch bình màu đen lớn gấp đôi so với thạch bình lúc trước, đón lấy từng giọt dung dịch thể vàng kim đang từ từ chảy xuống. Lại qua trọn vẹn một ngày, khối hộp phân tinh kim cuối cùng đã nóng chảy hết. Hàn lập mở mắt, đi ra phía trước, thu lại thạch bình màu đen, rồi sau đó lại cách không lấy thêm một khối hộp phân tinh kim đưa vào trong hỏa đường. Ba tháng sau, trong sơn động, Hàn lập đứng ở bên cạnh hỏa đường, lông mày cao lại, vẻ mặt chăm chú nghiên cứu quyển sách gia thú đang cầm trên tay tay kia thì múa may trong hư không, trên bệ đá cạnh hắn có mấy nghìn trang giấy màu vàng chất đống một cách lộn xộn. Trên mỗi trang giấy đều có những nét phác họa ngổn ngang lộn xộn của những đạo phù văn vặn vẹo, thập phần cổ quái. Những trang giấy bị lấp ở dưới lộ ra phù văn được phác họa thô to, lộn xộn. Còn những trang ở gần phía trên, phù văn trong đấy lại tinh tế, khéo léo. Trên bốn trang giấy đặt ở trên cùng có đường văn rất là tỉ mỉ, thoạt nhìn giống như bốn đóa hoa lớn hình tròn, cực kỳ tinh xảo. Ở góc trái của bệ đá trồng chất giấy tờ là một chỗ để trống. Hơn 10 cái bình cổ ngống có kích thước, chất liệu khác nhau được đặt ở đấy, bên trong là tất cả linh dịch cần thiết để luyện kiếm. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Hàn Lập ngoài việc luyện chế các loại linh dịch, phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu dung kim luyện kiếm thuật ghi chép trong sách gia thú. Hắn cũng thử luyện tập trên trang giấy, thôi diễn những phù văn pháp trận được ghi chép trong sách. Cho dù đã thôi diễn mấy nghìn lần, đối với phù văn do chính mình hiện nay có thể vẽ ra, hắn vẫn không hài lòng lắm. hắn có cảm giác bản thân ở lĩnh vực hội chế phù văn vẫn còn kém một chút, cho nên hắn vẫn một mực trần trừ chưa ra tay luyện chế. sau một lát, chỉ nghe đùng một tiếng, hàn lập khép sách lại, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như rơi vào trầm tư, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có ngón giữa và ngón trỏ tay phải chụm lại, khẽ di di bên người, tựa như đang luyện tập hỏa phù trong hư không. không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên như có linh quang trong đầu hai mắt chợt mở ra quay người lại bước nhanh tới cạnh hỏa đường chỉ thấy hắn trụng tay lại trên bàn tay ánh sáng vàng kim rực lên tầng tầng kim phiến nổi lên bao trùm lấy hai ngón tay hắn cúi người nửa ngồi tại bên cạnh hỏa đường hai ngón tay chọc xuống một cái cắm thẳng vào trên mặt đá ở bên trái hỏa đường lúc này hắn nhắm mắt ngưng thần thu hết tạp niệm cảm thụ linh ý ẩn chứa trong phù văn tiên linh lực chảy xuôi ra đầu ngón tay bắt đầu khắc hỏa trên mặt đá mới đầu tốc độ di chuyển ngón tay của hắn cực kỳ chậm, sau nửa ngày mới được hơn một tấc. Nhưng càng về sau, tốc độ dần dần tăng nhanh, rồi thì thoăn thoát, tựa như nước chảy mây trôi, cuối cùng đã khắc xong một cái phù văn hoàn thiện. Phù văn này hình dạng hoàn toàn tương tự với đồ án vẽ trên một tờ trong bốn tờ giấy kia, chỉ là được phóng đại gấp mấy lần, một mực kéo dài từ trên bệ đá xuống phía dưới, có hơn phân nửa là chạm khắc trên mặt đất. Sau khi khắc xong bước trận đồ thứ nhất, Hàn Lập ngừng nghỉ một lát, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, đi vào phía bên phải hỏa đường, tiếp tục ngưng thần khắc hỏa. Sau nửa ngày, Hàn Lập đứng lên, từ từ mở mắt ra. Trận đồ đã khắc xong ở cả bốn mặt hỏa đường, tuy mỗi chỗ mỗi khác nhưng lại có kết cấu tương hỗ lẫn nhau, tổng thể hòa thành một khối, linh khí giạt rào. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hai tay vung lên phía trước trà sát vào nhau. Tinh viêm hỏa điều từ cơ thể hắn lóe lên, rồi bay vào trong hỏa đường, hóa thành một ngân sắc hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Ngân sắc hỏa diễm bừng lên, nhiệt độ trong huyệt động cũng tăng vào nóng bỏng. Hai tay Hàn Lập vung lên, từng đạo thanh quang bắn ra xoay tròn trên không trung. Thanh quang tắt đi, lộ ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm xếp hàng chỉnh tề trước mặt hắn. Mỗi thanh kiếm phát ra thanh quang lập lòe và tạo ra những thanh âm rung rung. Đi, Hàn Lập khẽ quát, ống tay áo phất mạnh một cái. Toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm lập tức phóng tới, rào rào chui vào trong hỏa đường. Một tiếng rít gào sắc lẹm truyền ra từ ngân sắc hỏa diễm, ngọn lửa bốc lên hừng lực phủ kín 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Hàn Lập ngồi xuống khoanh chân, hai tay kết thành một pháp ấn cổ quái, miệng tụng niệm chú ngữ. Tiếng tụng niệm vang lên không ngừng, pháp trận khắc bốn phía xung quanh hỏa đường phát ra những âm thanh ong ong cộng hưởng. Bốn cột ánh sáng vàng hoành tráng từ trên bắn xuống, giao nhau đúng chỗ hỏa đường tạo thành một màn sáng vàng kim ôm lấy cả tinh viêm hỏa điều và thanh trúc phong vân kiếm. Sau một lát, Hàn Lập mở hai tay ra, rồi đưa tay về phía trước, hơi hất lên. Những tiếng nắp bình bật ra đồng loạt vang lên, linh dịch từ trong hơn chục cái bình cổ ngỗng bay lượn ra, tràn vào màn sáng vàng kim. Nhìn xuyên qua màn sáng vàng kim, Hàn Lập có thể thấy rõ ràng, dung dịch hộc văn kim tinh tự động chia tách ra, bay tới từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm, rồi phủ kín lại. Tiếp đó, các loại linh dịch khác cũng chia thành 72 phần rồi từ từ thấm vào dung dịch hộc văn kim tinh ở từng chuôi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền nhắm mắt lại, buông lỏng thần thức rồi tập trung toàn bộ tinh thần vào bên trong màn sáng vàng kim. Màn sáng vàng kim khẽ run lên, hào quang tỏa ra rực rỡ, chuyển thành màu ngũ sắc. Cùng lúc đó, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng bắt đầu phát ra hào quang đủ màu bảy sắc cầu vồng tràn ngập khắp nơi. Sau một lúc lâu, Hàn Lập mở mắt, há miệng phun ra một đạo anh hỏa lao tới phía trên màn sáng ngũ sắc. Không gặp trở ngại nào, anh hỏa lập tức dung nhập với ngân sắc hỏa diễm thành một thể. Phương hai loại hỏa diễm dung hợp lập tức bùng lên, hóa thành quang trụ hỏa diễm bao phủ toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, hơn chục thanh phi kiếm dường như không chịu nổi sức nóng của hỏa diễm dung hợp nên đang dẫy dụa điên cuồng, kiếm khí bắn ra xung quanh như muốn cắt nát không gian từ phía. Hàn Lập thấy vậy liền huy động thần thức hùng hậu đẩy tới, giữ chặt liên hệ với từng chuôi phi kiếm, rồi trấn áp chúng lại trước. Không tưởng tượng được vẫn còn một đám kiếm nguyên cứng đầu không chịu dung hợp hoàn toàn, ẩn núp thật sâu bên trong hàn lập cất tiếng thở dài trong lòng thầm cảm thấy may mắn rất may giờ đây phát hiện ra đám kiếm nguyên này chứ nếu trong lúc giao chiến mà mất quyền khống chế thanh trúc phong vân kiếm dù chỉ chốc lát thì cũng dẫn tới hậu quả không thể cứu chữa bên trong ngọn lửa bên trên thanh trúc phong vân kiếm được linh dịch bao phủ những kiếm nguyên chưa dung hợp lúc này tràn dọc theo thân kiếm ra ngoài rồi tiêu tán nhưng linh lực từ những kiếm nguyên này chuyển hóa thành lại không bị tiêu hao mất mà lại được phi kiếm hấp thu trở lại hàn lập thấy vậy cũng không dám lơ là chút nào vừa canh chừng sự dung hợp của anh hỏa và ngân sắc hỏa diễm, vừa coi 72 thanh phi kiếm đang bị nung. Bên trên phi kiếm lúc này, ánh sáng bảy sắc cầu vồng cũng dần ảm đạm rồi mờ hẳn đi. 7749 ngày trọn vẹn trôi qua, trong màn sáng vàng kim chỗ hỏa đường, 72 chuôi phi kiếm trắng muốt như ngọc, thông thấu như băng, nhìn trong suốt. So với trước kia, mỗi thanh kiếm dài thêm chừng hơn tấc, lưới kiếm cũng to hơn trước khá nhiều. Hàn Lập nhìn vẻ khác lạ của Thanh Trúc Phong Vân kiếm bằng ánh mắt không cảm xúc hai tay khẽ vung lên. Trên bệ đá, một bình đá màu đen cuối cùng bật nắp, linh dịch màu ngà ngà ở trong bình từ từ bay ra, nhập vào bên trong màn sáng vàng kim, chia thành 72 phần, rồi nhỏ lên từng chuôi phi kiếm. Tí tách, những tiếng động nhỏ như những giọt mưa xuân rơi rơi, như linh tuyền phi tiên, như cây khô gặp tiết xuân. Toàn bộ đám phi kiếm rung rung, những linh văn trên thân kiếm đồng thời sáng lên, phát ra kim quang trói lọi. Vô số sợi tơ màu vàng bắn ra, đan sen vào nhau giống như một cánh rừng lôi điện vô cùng rậm rạp, không ngừng phát ra những tiếng nổ đi đùng. Nếu không có màn sáng vàng kim bao phủ thì e rằng đám lôi điện kia đã bắn ra ngoài, oanh tạc nát tan cả huyệt động này. chương 261, Phù Sơn dị biến. Hai con người rực ánh kim sắc, miệng thở khẽ một hơi, hàn lập thúc dục luyện thần thuật. Thần thức bàng bạc được thả ra, xuyên thấu màn sáng rồi phân thành 72 phần. Chúng đâm thẳng vào bên trong lôi điện kim sắc, Toàn lực thao túng 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Dưới sự thao túng của tâm niệm, 72 thanh phi kiếm đồng loạt rung rung, hào quang dần dần thu liễm. Từng tia kim sắc hồ quang điện lần lượt thu lại, từng chút một sáp nhập vào trong phi kiếm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hai tay Hàn lập kết pháp quyết, đám lửa trên pháp trận bùng lên vài lần, cột sáng kim sắc từ đó bắn ra dần biến mất. Chỉ còn lại những phi kiếm lơ lửng trong ngọn lửa, hắn há miệng hút mạnh, anh hỏa trong ngân sắc hỏa diễm bị cuốn ngược lại chui vào trong bụng hắn. Khi anh hỏa mất đi, nhiệt độ tỏa ra giảm đi vài phần, chui thanh trúc phong vân kiếm trong suốt như thủy tinh bắt đầu nổi lên thanh quang, màu xanh tươi tắn lan dọc theo thanh kiếm. Ở mũi kiếm ẩn ẩn dần dần hiện lên rồi tản mát phóng ra hoa quang kim sắc, các hoa văn hình dạng lôi vân từng chút từng chút hình thành. Thoạt nhìn toát ra một phong cách rất cổ xưa, song thủ lại điểm động một hồi, đạo đạo tàn ảnh kim quang hiển hiện, tất cả phi kiếm như có linh tính bốc lên ngân diễm, từ từ bay tới cạnh hắn hắn bắt xong chỉ trên lòng bàn tay, xoay một cái. Một đám tinh huyết màu vàng nhạt trào ra rồi ngưng thành hình một quả trứng gà. Một trường đánh ra phá quả trứng thành 72 phần bằng nhau, bắn tới từng thanh kiếm. Tinh huyết dính lên kiếm, nhập vào bên trong không còn tâm tích. Lúc này, Hàn Lập thấy liên hệ với phi kiếm càng được củng cố thêm. Trước đó khí thức của phi kiếm phát ra khiến cảm giác khó chịu đã tan thành mây khói. Hắn huy động song thủ, 72 thanh phi kiếm lóe lên thanh quang, như đóm đóm gom lại, từ từ bay vào trong hỏa diễm, tiếp tục rừng rực cháy. Nửa năm sau, thanh quang đại trận bên ngoài phù sơn bị triệt hồi, Hàn Lập bước ra khỏi đại môn phủ đệ, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc nhưng trong lòng ẩn ẩn sự vui vẻ. Tới lúc này, 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đã được tế luyện hoàn toàn. Khí tức và ngoại hình đã rực rỡ hẳn lên, kiếm nguyên hỗn tạp trước đây đã hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu. Phẩm chất từng thanh kiếm được tăng lên không ít, làm hắn thích thú chính là sau lần tế luyện này, các thanh phi kiếm nhận được tinh huyết nên liên hệ chặt chẽ hơn nhiều, khiến hắn cảm nhận được linh tính kinh người ẩn chứa bên trong. Cảm giác rằng 72 thanh phi kiếm không phải là pháp bảo nữa mà là một thứ có tương thông huyết mạch vậy. Thân đang ở trong bí cảnh, hắn không có cách nào thử uy lực của phi kiếm, nhưng tất nhiên so với trước đây là một trời một vực. Ở quảng trường bên ngoài tòa phủ đệ, bọn Hồ Trầm đã chờ một lúc lâu, sau khi hỏi han tình hình bí cảnh rồi thưởng cho ít linh thạch hắn dặn dò bọn họ tiếp tục làm việc cho tốt sau đó hàn lập giả bộ vô tình hỏi han về một số vấn đề nội bộ trúc long đạo tuy nhiên những người này đa số đều vốn chỉ sống ở bí cảnh này nên cũng không có nhiều thông tin chỉ có một vài đệ tử mới tới là biết được vài thông tin vụn vặt của trúc long đạo tuy nhiên cơ bản là tông môn không có biến gì lớn việc này khiến trong lòng hàn lập cũng nhẹ nhõm đôi phần thời gian cứ như vậy trôi qua êm đềm mấy năm sau vô tình hàn lập thu được tin tức chính xác từ vô thường minh Năm đó cổ kiệt bị một thành viên cao cấp của vô thường minh chặn lại nên buộc phải rút, lúc này hắn mới chính thức thở ra nhẹ nhõm. Sau đó không lâu, một đại trận phong cấm xuất hiện ngăn cách chỗ ở của hắn với ngoại giới ở Phù Sơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ nháy mắt đã trôi qua 200 năm. Bên trong bí cảnh Phù Sơn, bên ngoài một đỉnh núi bị bao phủ bởi một tầng thanh quang, bảy, tám tên thanh niên nam tử mặc trang phục đệ tử Trúc Long Đạo đều có vẻ mặt căng thẳng, đứng lơ lửng trên không, lộ rõ vẻ lo lắng. Làm sao giờ, hồ sư huynh, đám sương mù bốc lên lần này có nhiều điểm bất thường, theo thông lệ những năm trước thì tối đa một tháng sẽ lui, vậy mà lần này hơn ba tháng rồi vẫn chưa hề tiêu tán, thậm chí còn đang có xu thế ngày càng lan rộng ra, cái này. Một thanh niên mặt tròn mở miệng hỏi thanh niên da đen là hồ trầm. Trước khi bế quan, lệ trưởng lão đã dặn dò rồi, lần bế quan này của ngài vô cùng quan trọng nên không gặp đại biến thì chúng ta tuyệt không được quấy dày nếu chúng ta mạo muội đưa tin mà làm ảnh hưởng tới tu luyện của ngài thì ai gánh hậu quả? Hồ Trầm nghe xong, mở miệng trả lời. Nhưng mà lần bế quan này của lệ trưởng lão đã 200 năm, không ai biết khi nào ngài ấy mới xuất quan. Nếu chẳng may thực sự xảy ra dị biến làm ảnh hưởng tới thu hoạch linh dược thì chúng ta cũng không có cách nào bàn giao được. Thanh niên mặt tròn nói bằng giọng điệu lo lắng. Mọi người xung quanh đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Thanh niên da đen nhíu mày, sau khi xem xét lại một hồi, hắn mới nói. Tình hình hiện nay mà vội vàng đưa tin cho lệ trưởng lão là không ổn, phải nắm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài biển mới đưa ra quyết định được. Tạm thời trước mắt theo dõi sát sao biến hóa của sương mù, toàn bộ lực lượng tập trung cao độ phòng ngừa bọn bạch quỷ xâm nhập với quy mô lớn, chúng ta cùng nghĩ biện pháp để dò xét bên trong, nếu vẫn không được thì mới phải quấy dày lệ trưởng lão. Chỉ còn cách như vậy thôi, thanh niên mặt tròn gật đầu đáp lời, lời chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, hắn vội quay đầu nhìn về phía ngọn núi được bao phủ trong màn thanh quang. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một phễu lố xoáy cực lớn, toàn bộ những đám mây xung quanh đang không ngừng tụ lại, rất nhanh sau đó tạo thành một đám mây lớn màu xám kéo dài hàng trăm dặm. Ẩn ẩn bên trong đám mây là những điểm lưu quang, lúc đầu chỉ sáng như sao băng lấp lánh, sau đó hào quang ngày càng thịnh, cuối cùng ổn định tạo thành đạo hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp. Đây là, lệ trưởng lão chuẩn bị đột phá cảnh giới hay sao? Thanh niên mặt tròn khẽ thì thào hẳn là như vậy, thanh niên da đen đồng tình, lời hắn còn chưa dứt, đám mây khổng lồ trên không trung cấp tốc xoay tròn, một chùm sáng ngũ sắc được ngưng tụ thành bởi thiên địa linh khí chọc thẳng từ trên trời xuống, phủ kín toàn bộ ngọn núi. Mọi người đều có cảm giác ngộp thở, phảng phất như toàn bộ không gian đang chịu một lực cấm chế vô hình làm cho tất cả cảm thấy không được khỏe. Đúng lúc này, những tiếng động ầm ầm dồn dập truyền tới từ bên trong thâm uyên. Không hay rồi, có biến, đi mau, Thanh niên da đen nghe thấy những âm thanh kia thì biến sắc, vội kêu lên. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, hắn bay vút về phía dưới biển. Nhìn thấy vậy, bọn thanh niên mặt tròn cũng không chần chờ, những đạo độn quang đồng thời lóe lên theo sát thanh niên da đen. Cả bọn phi thẳng xuống dưới, lướt qua mấy trăm ngọn núi lơ lửng, trên đường đi liên tục có thêm những đệ tử trúc long đạo nhập hội, dần dần quân số đã tăng lên hơn ngàn tu sĩ. Trong số những người này, trừ vài người cầm đầu có tu vi luyện hư đỉnh phong thì đa số là luyện hư sơ kỳ, thời gian đóng quân ở đây cũng khác biệt nhau, nhưng chỉ ít cũng là vài trăm năm. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, những âm thanh ầm ầm liên tục kia có nghĩa là phạm vi đám sương mù đã phá kỷ mọi kỷ lục được ghi nhận trước đó, ít nhất có thêm hơn chục tòa núi sẽ nằm trong phạm vi bao phủ của sương mù, tất cả linh dược quý hiếm ở trên đó sẽ bị bọn bạch quỷ chén sạch sẽ. Sau khi bay vùn vụt qua ngàn dặm, Cuối cùng đám người thanh niên da đen đã thấy được đám sương mù dày đặc như mây đen. Những ngọn núi trong nhiều năm qua gần như không bị sương mù xâm phạm thì lúc này đã bị nuốt hết hơn nửa, nhìn mờ mờ từ xa có thể thấy được một lượng lớn các sinh vật sống đang hoạt động, thỉnh thoảng những thanh âm gào rú lại phát ra. Sao lại như vậy được? Thanh niên mặt tròn lúc này đang có vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, hắn khẽ thì thào. "La sư đệ, bí phù của lệ trưởng lão đưa cho đang ở trên người ngươi, hãy mau chóng về chờ ở bên ngoài phủ." một khi bọn ta chống đỡ không nổi thì lập tức phóng bí phủ đưa tin cho lệ trưởng lão hồ trầm nhíu mày lại và nhanh chóng đưa ra quyết định được thanh niên mặt tròn đáp lời ngay hãy nhớ kỹ lệ trưởng lão đang ở giai đoạn phá cảnh mấu chốt vì vậy trước khi ở đây chúng ta bại lui thì nhất định không được dùng bí phủ thanh niên da đen dặn dò thêm sư huynh yên tâm ta đã nhớ kỹ thanh niên mặt tròn gật đầu với thái độ cực kỳ trịnh trọng dứt lời thân hình hắn khẽ động lướt thẳng lên phía trên Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức phát động thanh quang tuyệt không trận. Hồ Trầm lộ vẻ lo lắng, hắn quay đầu nhìn những người khác rồi cất tiếng thét lớn. Dạ, mọi người cùng đáp lời, âm thanh vang vọng khắp biển khơi. Những tu sĩ luyện hư đỉnh phong bên cạnh hắn lập tức thân ảnh lóe lên, mỗi người dẫn theo mấy trăm đệ tử bay tới những vị trí khác nhau của đám sương mù. Tay bọn hắn liên tục phung lên, như từng trải quan trăm lần thao diễn, động tác thành thục chỉnh tề, lấy ra một tấm đại phiên màu xanh rồi ném thẳng về phía trước hai tay kết chặt pháp ấn, miệng tụng niệm mật chú. Theo từng tiếng tụng niệm, phù văn trên bề mặt hơn ngàn tấm đại phiên màu xanh sáng rực lên, phóng xuất ra từng đạo thanh quang đan chéo nhau tạo thành một màn sáng xanh cực lớn, che chắn hướng di chuyển của sương mù. Bên trên mặt biển, sương mù dày đặc như hơi nước sôi sùng sục, chúng điên cuồng cuồn cuộn lao tới, tốc độ tăng hơn trước mấy lần, chỉ một lát đã đâm tới màn sáng xanh. Ao ao ao, những tiếng động hư cuồng phong thổi tới, cũng gần giống tiếng sóng biển thét gào truyền tới từ sâu bên trong mặt biển, cú va chạm giữa đám sương mù và màn sáng xanh bắt đầu, bị công mạnh mẽ một lát, màn sáng xanh chấn động kịch liệt. Đám đệ tử Trúc Long Đạo ở dưới màn sáng đang nắm chặt cán những tấm đại phiên, toàn thân phát hào quang rực rỡ, tất cả đều nỗ lực hết sức duy trì đại trận, trong đó những đệ tử có tu vi thấp lúc này thân hình như con thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng to gió lớn, cả người không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, từng bóng người bỗng lúc nhúc phóng ra từ màn sương mù dày đặc, bọn chúng từ dưới lao lên, khi chạm vào màn sáng xanh tạo ra từng tiếng va chạm binh binh. Đám đệ tử trúc long đạo vội nhìn xuống, bên dưới màn sáng xanh là một đám bạch quỷ có gương mặt vô cùng xấu xí, bọn chúng như đang nổi điên lên, cả đám đang điên cuồng lao lên tạo ra những tiếng va chạm không dứt. Biểu hiện của bọn chúng vô cùng quỷ dị, rất khó hiểu, thoạt nhìn như là bọn chúng đều chán sống hết cả lũ vậy. Thậm chí chúng lao mạnh tới vỡ đầu, huyết tương màu trắng bắn ra tung tóe. Rốt cục là gì đây? Hồ Trầm thấy màn này, sắc mặt hắn vô cùng nhăn nhó, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Chương 262, xuất quan. Lúc này trên không trung, đám mây xám kéo dài trăm dặm đã chuyển hết thành ngũ sắc, ở chính giữa đám mây là một lỗ hồng khổng lồ. Một đạo kim quang sáng trói phóng ra từ chỗ đó, bao phủ trọn vẹn cả ngọn núi lơ lửng. Ngọn núi được phủ kín bởi màn sáng xanh lúc này khoác thêm một tầng kim quang, thoạt nhìn như một tòa kim sơn trói lọi. Trong mật thất động phủ, Hàn Lập nhắm nghiền hai mắt, ngồi khoanh chân, Kim quang dạng người phát ra từ khuôn mặt, thoạt nhìn qua như một khối kim giáp thần nhân. Ở phía trước ngực của hắn, 11 đạo kim sắc quang điểm đang phát ra hào quang, giống như những ngôi sao sáng lấp lánh. Ngay bên cạnh, một vòng xoáy kim sắc to bằng nắm tay đang từ từ hình thành. Rầm, rầm, đúng lúc này, từ trên cao truyền xuống những thanh âm như tiếng sấm sét, đám mây ngũ sắc trên trời bắt đầu vũ động điên cuồng. Cột sáng kim sắc đang yên ổn hài hòa bỗng nhiên chấn động kịch liệt rồi cấp tốc xoay tròn rất nhanh chóng tạo ra một vòi rồng khổng lồ kim sắc quán thông thiên địa. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, màn sáng xanh bao phủ ngọn núi bị dính một kích của vòi rồng kim sắc, lập tức vỡ vụn, cột sáng kim sắc liền phủ kín tòa động phủ. Ngọn núi lơ lửng chấn động rầm rầm, nguyên cả ngọn núi chìm dần xuống, một cỗ khí tức vô cùng cường bạo phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Thanh niên mặt tròn mới vội chạy tới, phải khó khăn lắm mới tiếp cận tới gần ngọn núi, lúc này bị cỗ khí tức kia quét trúng, hào quang hộ thể lập tức tán hết cả người bị cuốn ngược lại, cả người như một cái bao tải đập mạnh vào một ngọn núi thấp ở lân cận. Hắn phải khó nhọc lắm mới ổn định lại cơ thể, sắc mặt hắn ửng đỏ, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Sau khi chùi máu trên miệng, hắn đứng thẳng trong không trung, ánh mắt nhìn xuống Thâm Uyên ở dưới rồi lại nhìn về phía ngọn núi ở xa xa. Sau khi cột sáng kim sắc phủ lên ngọn núi thì lại vỡ vụn ra tạo thành một đám bụi kim quang ngập trời, rơi xuống là tả. Trong mật thất động phủ, Hàn Lập bỗng trợn ngược hai mắt mắt hắn hiện lên kim quang, vòng xoáy kim sắc ở gần ngực lập tức chuyển động điên cuồng, phát ra một cỗ lực hấp dẫn cực kỳ cường đại. Vù vù vù, tiếng gió liên tục vang lên, kim quang ngập trời cuốn lấy thiên địa linh khí nồng đậm khắp xung quanh, tất cả lao về phía vòng xoáy kim sắc ở gần ngực Hàn Lập với khí thế kinh người, mình mông bao la như đại giang cuồn cuộn chảy tới. Tiên khiếu thứ 12 đang ngưng hiện, lệ trưởng lão, người này, thanh niên mặt tròn đang đứng phía ngoài, nhìn thấy con sông dài kim sắc kia đang xoay quanh ngọn núi, hắn kinh ngạc tới mức nói không nên lời so với những vị tiên nhân khác phá cảnh mà hắn được chứng kiến thì không hề có uy thế khủng khiếp như vậy đúng lúc hắn còn đang vô cùng kinh ngạc trong hư không truyền tới những tiếng động ầm ầm làm hắn bừng tỉnh ngay sau đó những tiếng kêu kinh hãi thảm thiết vang lên không ngừng từ thâm uyên tình hình chiến sự có vẻ không ổn rồi không biết còn chịu nổi hay không thanh niên định quan sát phía dưới nhưng bị cả trăm ngọn núi cản tầm nhìn nên không thấy gì hắn tỏ vẻ vô cùng lưỡng lự hai tay nắm chặt, mồ hôi thoát ra từ lòng bàn tay đã làm tấm phù lục ướt đẫm. Cuối cùng hắn cắn răng, rót một cỗ pháp lực vào trong tấm phù. Một đạo thanh quang bay vụt ra khỏi tay hắn, kèm theo một tiếng rít lanh lảnh lao thẳng về phía động phủ Hàn Lập. Ngay sau đó, thanh niên mặt tròn xoay người, lao thẳng xuống dưới thâm uyên. Lúc này ở mặt biển phía dưới đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Màn sáng xanh được các đệ tử trúc long đạo tạo ra đã bị phá tan thành từng mảng nhỏ, chỉ còn vài khu vực vẫn còn người chấn thủ mấy thanh đại phiên màu xanh, nhưng cũng đang vô cùng chật vật. Thất bại tới đâu, sương mù lập tức bao phủ tới đó. Chúng không ngừng bành trướng nuốt chừng thêm mấy ngọn núi nữa. Thanh niên mặt tròn nhìn thấy Hồ Trầm đang lãnh đạo chúng đệ tử Trúc Long đạo thoái lui liên tiếp. Trên khuôn mặt đen của Hồ Trầm lộ rõ vẻ ưu phiền, vừa thấy thanh niên mặt tròn trở lại, hắn hỏi ngay, là đường, đã báo cho lệ trưởng lão chưa? Đã báo, nhưng lệ trưởng lão đang ở thời khắc quyết định phá cảnh, không biết lúc nào mới xuất quan thanh niên mặt tròn đáp dị trạng ngoài biển như thế này chưa từng gặp trong hơn vạn năm qua lúc này toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có một vị chân tiên cảnh là lệ trưởng lão nếu ngài ấy không sớm có mặt chủ trì đại cục e rằng hồ trầm nói với giọng lo lắng lời chưa dứt ở phía dưới bỗng phát ra tiếng dị thú thét gào vô số bạch quỷ bay vọt ra từ thâm nguyên chúng chẳng hề quan tâm tới việc ẩn nấp trong sương mù ngang nhiên bay vọt lên phía trên các đệ tử Trúc Long Đạo đồng loạt tế ra pháp bảo chém giết bọn quái vật màu trắng này. Ngay lúc này, đủ loại màu ngũ sắc liên tục phát sáng trên mặt biển, nào là phi kiếm, bảo luân, tung hoành bốn phía, hỏa diễm, băng xương. Đủ loại cùng nhau chảm sát lũ bạch quỷ, máu thịt bay tung tóe trên không, khắp nơi nơi là những mảnh vụn cơ thể của lũ bạch quỷ. Lũ bạch quỷ khi bay ra khỏi phạm vi xương mù một đoạn thì làn da lập tức chuyển qua màu đen, cả lũ như bị ngục thở, hay tay ôm cổ, vẻ mặt thống khổ, rơi lại vào thâm uyên. Nhưng cho dù có bị sao thì lũ bạch quỷ vẫn cứ lao lên điên dại, không quan tâm tới điều gì khác ngoài việc lao thẳng lên trên. Đây là sao, thanh niên mặt tròn há hốc miệng, tự thi thào vài tiếng. Ta thấy hình như là, hình như chúng đang trốn chạy. Trong mắt hồ trầm hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn từ từ mở miệng. Trong đám sương mù dày đặc, một đạo cửa ảnh màu đen bỗng trồm lên, một cái miệng khổng lồ đỏ lòm như máu há ra, một phát nấp gọn hơn chục con bạch quỷ rồi thụt lại cực nhanh ngay sau đó ở phía khác của đám sương mù dày đặc hai đạo cửa ảnh màu đen vụt xuất hiện như điện xẹt giống như trước nuốt gọn mấy chục con bạch quỷ rồi rút nhanh về sâu trong làn sương mù tốc độ của cửa ảnh quá nhanh thân ẩn nấp trong sương mù dày đặc thanh niên mặt tròn thậm chí còn chưa nhận ra hình dạng của con quái vật đó đó là cái gì hắn kêu lên với vẻ hoảng sợ thanh niên da đen chỉ im lặng lắc đầu không nói tiếng nào làm sao giờ rút lui như thế này đồng nghĩa năm nay không thu được chút linh dược nào tông môn mà trách tội thì chúng ta thanh niên mặt tròn sợ tới rúm lại nói không nên lời hồ trầm nhíu mày ngẩng đầu liếc nhanh lên trên trong lòng phát sinh cảm xúc trách thầm vị lệ trưởng lão kia tuy nhiên chỉ là thầm trách chứ không dám oán hận không được lui tạm thời không quan tâm tới bọn bạch quỷ tập trung toàn lực đối phó với quái vật ẩn trong sương mù chúng đệ tử nghe lệnh mau tập hợp sẵn sàng nghinh địch hồ trầm nghiến răng quát lớn Phần đông đám đệ tử Trúc Long Đạo đang hoảng sợ, tuy nhiên nghe được mấy lời ấy thì lập tức những đạo độn quang lóe lên, tập hợp thành đội ngũ. Kết vạn tông kiếm trận, thanh niên da đen quát lớn, mọi người nghe vậy, nhao nhao tế kiếm quyết, điều khiển phi kiếm dựng đứng lên. Những tu sĩ không phải kiếm tu cũng dơ cao song trường, đồng thời rót pháp lực vào kiếm trận. Vạn tông kiếm trận chỉ là một loại kiếm trận cơ bản thông thường của Trúc Long Đạo, nó không đòi hỏi sự phối hợp phức tạp, chỉ cần có đủ số nhiều linh kiếm kết lại là có thể phát ra uy lực khá lớn. Trên ngọn núi lơ lửng, mấy ngàn phi kiếm phá không phi lên, kiếm quang hòa vào nhau phát ra những trận âm thanh ông ông liên tục. Hai mắt hồ trầm sáng ngời, hắn cũng không nghĩ tới ý tưởng mới nảy ra là kết kiếm trận lại có thể tạo thành uy lực khủng như vậy, có một tia khả năng có thể chảm sát con quái vật trốn trong sương mù. Giết, hồ trầm quát lên một tiếng, hòa vào thanh âm của hắn, mọi người cùng hô to hưởng ứng tạo thành một trường thanh âm chữ giết vang dội khắp thâm nguyên ở trên không trung, những tiếng keng keng nổ lên liên tục, mấy ngàn phi kiếm tụ lại một chỗ rồi cùng nhau lao xuống dưới như cơn lũ, lao thẳng vào trong màn sương mù dày đặc. Vô số bạch quỷ mới thò ra khỏi làn sương mù lập tức bị màn hào quang muôn sắc của phi kiếm cuốn vào trong, tất cả nhanh chóng tan xác. Ngao, một tiếng gào rú rung chuyển trời đất vang lên, đám sương mù dày đặc tràn lên từ biển bỗng tăng tốc gấp chục lần, cuồn cuộn trào dâng nuốt chửng đám phi kiếm. Leng keng, leng keng những tiếng va chạm sắt đá liên tiếp vang lên, truyền tới không ngừng từng trong màn xương, hàng ngàn phi kiếm như va phải một cỗ đại lực nào đó, bị đẩy bắn ngược trở lại. Thậm chí một số phi kiếm bị phá hủy luôn, một số người đang ngự kiếm bị chấn động mạnh, miệng phun máu tươi, hẳn nhiên đã bị trọng thương. Trong màn xương dày đặc, chín cái đầu rắn to như ngọn núi đang lù lù xuất hiện, từng đôi mắt dài hẹp màu ám kim quét nhìn về phía mọi người với vẻ lạnh lẽo băng giá. Mấy cái đầu lắc lư, những cái lưỡi dài mỏng đỏ lòm thò ra thụt vào phát ra từng đạo âm thanh rít rít ghê rợn. Hồ Trầm mới nhìn vào đôi mắt của một đầu rắn, hắn thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác vô lực kháng cự. Rõ ràng dưới ánh mắt bao quát của cửa xa, chỉ còn một ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu hắn chết chắc rồi. Thực tế ý niệm này xuất hiện trên tất cả mọi người chứ không riêng mình hắn, toàn quân rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí ý nghĩ phải chạy trốn cũng quên sạch. Sau một lát, chín cái đầu rắn co lại, há miệng phun ra một cỗ hơi thở hôi tanh rồi đớp mạnh tới. Nhiệt xúc ngông cuồng, đúng lúc này, một thanh âm mang vẻ uy nghiêm cực điểm bỗng truyền tới từ phía trên cao. Mọi người còn chưa kịp định thần, không ai kịp ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một đạo thanh quang vụt tới trước mặt, xuất hiện một bóng người. Thân hình người này cao lớn, tà áo xanh phấp phới trong gió, trên người tỏa ra hào quang óng ánh, nhìn như thần tiên dáng trần. Lệ trưởng lão, hồ trầm không nhịn được, khẽ kêu lên, mọi người nghe thấy vậy cũng đồng loạt kêu lên, cả bọn như đang bị dìm xuống nước, lúc sắp chết đuối thì được người ta cứu lên, cảm giác sắp chết lại được cứu làm cho cả bọn mừng tới phát khóc. Đúng lúc đó, chín cái đầu rắn đồng loạt há rộng miệng đỏ như máu tắp thẳng tới. Hàn lập phất nhẹ tay áo, một cơn gió màu xanh xuất hiện, cuốn toàn bộ mọi người ra xa một khoảng cách ngoài trăm dặm. Sau đó một tay hắn khẽ vẫy, một luồng sáng xanh phụt ra, chín chuôi phi kiếm màu xanh xoay tròn tạo ra muôn ngàn đạo kiếm quang màu xanh kết thành một màn thanh quang kiếm mạc, dường như phủ kín cả vùng biển. Đám phi kiếm màu xanh này chính là thanh trúc phong vân kiếm đã được tế luyện lại dẫn tới cải biến cả khí tức lẫn ngoại hình, có thể tùy ý hóa thành một chuôi hoặc chín chuôi, đương nhiên nếu không vì còn vướng chút nghi ngại thì cũng có thể chia ra đủ 72 chuôi. Chương 263, thử nghiệm chân luân, những tiếng động lớn ầm ầm vang lên, chín cái đầu rắn khổng lồ đâm vào thanh quang kiếm mạc tạo thành bởi chín chuôi phi kiếm thì bị dội lại, bắn ngược trở về. Toàn bộ thanh quang kiếm mạc không hề hư tổn gì, Hàn lập tay bấm kiếm quyết, kiếm quang màu xanh đồng loạt quay mũi xuống dưới một cách nhịp nhàng. Một cỗ kiếm ý mang hơi thở hủy diệt thiên địa trào ra. Bọn hồ trầm cảm nhận được cỗ hơi thở này, mặt khác nhìn kiếm trận trùng điệp uy nghiêm được tạo thành bởi ngàn vạn kiếm khí kia, cả bọn lập tức hiểu ra cái vạn tông kiếm trận mới được cả ngàn người tạo ra khi nãy chỉ như trò con nít đứng trước một đạo quân tinh nhuệ chuyên nghiệp. Nhanh, Hàn Lập quát lên một tiếng, thanh quang lập tức đại thịnh, vạn kiếm đồng thời phát động. Kiếm quang dày đặc trên không trung tạo thành những vệt thanh quang rực rỡ, nhìn như muôn ngàn vì sao băng cảnh sắc tráng lệ vô cùng cự xa chín đầu giường như cảm nhận được hơi thở của tử thần nó vội trốn sâu vào trong sương mù tuy nhiên kiếm quang của thanh trúc phong vân kiếm lập tức đuổi theo toàn bộ chui thẳng vào trong màn xương ầm ầm những tiếng nổ long trời lở đất vang lên mấy ngọn núi lơ lửng bên trong màn xương bị kiếm khi tán phá đương nhiên đám bạch quỷ ở trên cũng bị giết sạch ngao sau một lát bảy tám tiếng gào rú thê lương từ trong màn xương truyền ra hàn lập khẽ nhách miệng thân hình vẽ lên một đường cong lướt thẳng xuống sâu bên trong màn xương phía dưới vừa xâm nhập sâu bên trong màn xương hàn lập khẽ nhíu mày màn xương dày đặc này còn có tác dụng ngăn trở thần thức ở phía trên bọn thanh niên mặt tròn nhìn theo bóng lưng hàn lập mới bay vào màn xương một cách tiêu sái cả bọn liền an tâm miệng không ngớt lời tán thán lệ trưởng lão đúng là có phong thái của vị kiếm tiên hồ trầm nghe được những lời này không hiểu sao trong lòng chợt nhớ tới một lời đồn đại ở trong tông môn Nghe nói một vị đại kiếm tiên náu thân bên trong trúc long đạo, tự xưng là thiên nam đệ nhất kiếm tu. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu hắn, dù sao đây cũng chỉ là loại tin đồn vô căn cứ, hơn phân nửa là sai sự thật, với lịch duyệt của các vị trưởng lão chân tiên trong tông cũng chưa từng nghe qua địa danh nào có tên là thiên nam. Trong màn xương dày đặc minh mông, hai mắt hàn lập nổi lên một vầng hào quang thủy lam, hắn bay nhanh xuống dưới, lướt qua mấy trăm dặm, dọc đường đi có thấy thấy những ngọn núi lơ lửng ở khắp nơi đều bị tàn phá bởi kiếm quang của hắn độ sâu của vực biển vượt xa dự kiến của hắn, liên tục bay qua hơn ngàn dặm vẫn chưa có dấu hiệu tới điểm cuối thâm uyên. Ánh sáng xung quanh ngày càng mờ ảo, đám sương mù đậm đặc gần như hóa thành thực chất, thần thức của hắn đã bị ngăn trở quá nửa, không thể cảm ứng xa quá ngàn trường. Phía trước mặt, nếu không nhìn bằng thanh minh linh mục thì gần như chẳng thấy thứ gì. Thấy mấy cự ảnh mờ ảo, Hàn Lập phát hiện ra ở trong vực này cũng có rất nhiều ngọn núi khổng lồ lơ lửng, so với phía trên còn to hơn nhiều, dường như trốn thâm uyên này mới là bản thể chính thức của bí cảnh phù sơn phía trên mấy ngọn núi đen xì vẫn có thể thấy lờ mờ vài sinh vật sống đang chuyển động không rõ có phải là tàn dư đám bạch quỷ còn sống sót hay không hắn lướt nhanh xuống dưới khoảng cách tới phi kiếm ngày càng rút ngắn cuối cùng sau khi lướt qua một ngọn núi cự đại thì đã nhìn thấy một màn sáng xanh nằm sâu trong đám sương mù dày đặc chín chuôi phi kiếm bao quanh một kiếm ảnh khổng lồ màu xanh đang cắm ngập vào một khối đen cự đại giống hắn chưa kịp tới gần hơn trên khối đen cự đại bỗng phát ra một tiếng thú giống trầm thấp hàn lập chăm chú quan sát chỉ thấy ánh sáng xanh phản chiếu xung quanh mỗi chuôi phi kiếm với sự chiếu sáng của ánh sáng xanh tỏa ra từ phi kiếm hắn thấy cả ngọn núi khổng lồ bị quấn quanh bởi thân một con rắn lớn màu đen chín cái đầu rắn lúc này dán chặt lên mặt đất trên đỉnh mỗi cái đầu đều có cắm một phi kiếm sau khi coi kỹ hàn lập phát hiện ra đây chưa phải là toàn bộ bản thể của con cự xa mà chỉ là chín khúc đầu của nó lúc này chín cái đầu rắn đều bị phi kiếm xuyên qua, đại đa số mấy con mắt không còn phát ra ánh sáng, chỉ còn hai con mắt ở một cái đầu nằm giữa là còn hơi nhấp nháy kim quang, tuy nhiên cũng chả còn bao nhiêu phong độ. Một tay hàn lập vẫy nhẹ, những thanh phi kiếm đang cắm trên đầu rắn liền cộng hưởng ong ong, sau khi rít lên vài tiếng chúng bắn ngược ra, tụ thành một trường kiếm màu xanh trên không rồi bay về gần hắn. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, phi thân tới chỗ cái đầu rắn còn sinh cơ rồi liếc mắt nhìn. Đột nhiên, hàn lập khẽ nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ vào đầu rắn rồi tung người bay ngược về phía sau. Đầu rắn nổ tung ầm ầm, huyết nhục bay tứ phía, ở chính giữa xuất hiện một đạo hắc ảnh bay vụt về phía Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thấy một gã trẻ tuổi mặc bộ lân giáp màu đen. Hai má gã này trắng bệch, hai con mắt nhỏ hẹp kéo dài tới tận tóc mai, phía trên mắt không có lông mày mà trụi lùi, hai má gầy gò, xương quai hàm như muốn lộ ra, trong miệng có bốn cái răng nanh, một cái lưỡi rắn đỏ lòm thập thò, hai bên bả vai mọc ra bốn cái bướu thịt to cỡ nắm đấm, có vẻ đây là yêu thú hóa hình chưa trọn vẹn nên rất xấu xí. Thân ảnh gã này bay vào tới từ trong màn xương với tốc độ cực nhanh, tay nắm chặt một khúc xương nhọn màu trắng, muốn chọc thẳng vào ngực Hàn Lập. Trường kiếm trong tay Hàn Lập vung lên, chém vào khúc xương trắng. Khi lưới kiếm vừa chém tới khúc xương thì thân ảnh gã xạ yêu đột ngột đổi hướng một cách quỷ dị, cái cổ gã dài ra hơn chục lần quấn quanh Hàn Lập, cái miệng đỏ lòm như máu định tát thẳng vào cổ hắn, một tiếng keng giòn tan vang lên, khúc xương đã bị Hàn Lập chém đứt. Lúc này răng nanh gã xạ yêu đã gần chạm vào cổ Hàn Lập. Ngay khi gã định đấp vào cổ thì từ phía sau lưng Hàn Lập bỗng phát ra một đạo kim quang, một viên luân xuất hiện, quang mang đại thịnh. Bên trên viên luân, 24 đạo phù văn đang chấp động, từ đó truyền ra một cỗ pháp tác chấn động bao phủ phạm vi 10 trường. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh như đông cứng lại, màn xương dày đặc dường như cũng khựng lại, cảm giác như bị đông cứng. Trong mắt nam tử xạ yêu lộ rõ vẻ hoảng sợ, cơ thể không có cảm giác bị trói buộc vậy mà mọi cử động lại trở nên vô cùng chậm chạp, cái miệng mở to rồi mà không thể táp xuống. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn Hàn Lập đang mỉm cười, mấy cái răng nanh cũng bị hạ xuống xa khỏi cổ. Xem chừng cũng không hề tệ, Hàn Lập khẽ mỉm cười rồi xoay mình tóm chặt cổ gã kia, tay hắn vung lên vỗ vào cái đầu gã một phát. Hắn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này thử nghiệm uy lực của chân ngôn bảo luân nên mới cố tình tạo cơ hội cho xã yêu tiếp cận cơ thể mình, nếu không thì với tu vi hiện nay của hắn, gã xạ yêu kia đã sớm chết từ lâu rồi. Bộp, tiếng động như trái dừa bị vỡ dường như cũng kéo dài ra chục lần. Hàn lập tóm lấy một nguyên anh màu đen còn chưa thực sự trưởng thành từ trong cái đầu vỡ, hai tay trà một phát thành một mịn. Sau đó, hào quang từ kim luân thu lại rồi chui hết vào cơ thể hắn. Sau khi chân ngôn bảo luân biến mất, không gian xung quanh mới trở về nguyên trạng, màn xương dày đặc lại chuyển động như thường. Thân thể gã xạ yêu cũng rơi xuống dưới, tuy nhiên vì cái cổ gã còn nằm trong tay Hàn Lập nên cả cơ thể còn chưa rơi xuống thâm uyên. Xem ra dưới tác dụng của 24 đạo văn, phạm vi ảnh hưởng của Bảo Luân vẫn không đổi, nhưng độ giảm tốc đã tốt hơn rất nhiều, ước chừng tầm 10 lần. Hàn Lập khẽ lầm bẩm thời gian để đả thông tiên khiếu thứ 12 đúng là hơi lâu một chút, dường như bằng tổng thời gian của 11 cái trước. Tuy vậy để đạt thành tích này cũng là do hắn phục dụng đại lượng đan dược quý hiếm giúp tịnh tiến tu vi, nếu không chỉ sợ phải tốn thời gian gấp hơn trăm lần mới đạt được chuyến này tiến dài chân tiên trung kỳ thuận lợi lại thu thành chân môn bảo luân linh đệ nhất trọng xem như đã chính thức có tư cách tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời gian có thể bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ tia pháp tắc sau khi suy nghĩ một hồi hàn lập vẫy tay hút bộ tàn thi của xã yêu lại gần hắn móc ra từ trong lồng ngực của nó một viên hoàn màu ám kim có mùi tanh tanh rồi cất đi sau đó hắn tiện tay ném cỗ tàn thi vào trong thâm nguyên chỉ sau mấy chục tức thời gian ở phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng cắn xé tranh ăn ở sâu bên trong vực dường như còn rất nhiều sinh vật khác. Hàn lập quan sát phía dưới thâm uyên một lát rồi thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người bay về ngọn núi bị xà yêu chiếm giữ, lúc này khúc thân rắn đã khô quắt lại, hóa thành một bộ vỏ rắn lột chín đầu cực lớn. Hàn lập suy đoán, xà yêu này đã có tu vi tiềm cận chân tiên sơ kỳ, không hiểu tại sao tới giờ này mới bắt đầu lột xác hóa hình, do nhu cầu phải cắn nuốt một lượng lớn con mồi nên mới đi ăn đám bạch quỷ, thậm chí còn mạo hiểm rời khỏi mặt biển, tấn công đệ tử Trúc Long Đạo sau khi nó bị thanh trúc phong vân kiếm chảm thương rơi vào đường cùng buộc phải cưỡng ép hóa hình kết cục bị hàn lập tiêu diệt hàn lập vung tay lên thu toàn bộ vỏ rắn vào chữ vật trạc bộ vỏ này cực kỳ cứng rắn lại có dược tính cực mạnh cho dù dùng vào việc luyện chế đan dược hay pháp bảo cũng có chỗ đại dụng không còn bị che phủ bởi vỏ rắn toàn núi lơ lửng hiện ra hình dáng ban đầu hàn lập nhìn thấy vài chỗ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu u lam hắn lập tức bay tới gần để coi và lập tức phát hiện ra mấy chục gốc thực vật màu xanh ra trời như là băng tinh nhìn vẻ ngoài hơi giống phong lan nhưng phiến lá lại trong suốt phát ra huỳnh quang lộ vẻ bất phàm tuy nhiên trên thân nó lại gần như không có linh lực chấn động cảm giác như loại thực vật tầm thường mà thôi đúng lúc này những phiến lá của linh thảo màu u lam này bỗng cùng lay động đồng thời nghe thấy những âm thanh ông ông thanh âm lúc đầu nhỏ nhưng sau khi truyền qua không gian trống trải của thâm uyên thì ngày càng lớn đây là Hàn Lập khẽ nhân mày, đột nhiên hắn nghĩ tới những dị biến lần này của màn xương có vẻ có liên quan tới những âm thanh kỳ dị này. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định thu toàn bộ chỗ linh thảo màu u lam này. Hắn xem xét cẩn thận một vòng, xác nhận không còn linh thảo loại này rồi mới tung người lướt nhanh lên phía trên. Tuy nhiên, đang bay nhanh khỏi màn xương, cơ thể Hàn Lập bỗng khựng lại, hắn không vội ra ngoài mà lướt tới những ngọn núi lơ lửng bị tàn phá. Mấy ngọn núi này được bao phủ bởi sương mù dày đặc nên có rất nhiều linh dược quý mọc ở trên, do biến cố lần này nên chúng bị màn sương nuốt chừng, như vậy thì tông môn cũng chẳng có cách nào truy xét được. Với tình hình như vậy, nếu hắn không ra tay thu hoạch thì đúng là phí của trời. chương 264, Phó Thác Hậu Sự Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã quay trở về động phủ trên ngọn núi. Lúc này, hắn chắp tay đứng trên thềm đá trước động phủ. Trên quảng trường, đệ tử Trúc Long đạo giờ phút này đứng đông kín mít. Sau khi hắn hiện thân, ánh mắt cả đám vội vàng nhìn về phía hắn. Thần sắc trên mặt họ khác nhau, có mừng rỡ, có tâm thần bất định, còn cả sùng kính và ước mơ. Tuy rằng cứ cách một khoảng thời gian, bí cảnh này đều thay đổi trưởng lão chân tiên chấn giữ, nhưng thường ngày nơi đây hiếm khi phát sinh sự tình ngoài ý muốn, cho nên họ đều bế quan trong hầu hết thời gian, ít khi ra mặt xử lý sự tình nơi đây. Dị biến vừa rồi tất nhiên là sự tình khó gặp, mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị chân tiên ra tay làm cho nội tâm đệ tử canh gác nơi đây càng cảm thấy may mắn và rung động, càng tăng thêm không ít động lực cho việc tu tiên sau này. Lần dị biến phù sơ này quả thật là tai ương trời giáng, bọn người ứng phó thỏa đáng nên mới không có tổn thất quá lớn. Bồn tọa sẽ bẩm báo chi tiết với tông môn, cho các người một phần thưởng công lao. Ánh mắt hàn lập chậm rãi đảo qua đám đệ tử, miệng nói như thế. Đa tạ lệ trưởng lão, Mọi người vốn tưởng quấy giày trưởng lão chân tiên bế quan sẽ khiến hắn không vui nhưng sau khi nghe lời nói ấy, cả đám kích động muôn phần, mở miệng cảm ơn dối rít Sương mù dày đặc trong biển khơi đã dần dần tan, còn có công việc cần hoàn thành. Thống kê tổn thất xong thì báo cho ta để ta báo cáo tông môn. Tốt rồi, đều đi làm việc đi. Hàn Lập nói tiếp, vâng, mọi người cùng hô lên đáp ứng, rồi bay đi. Hàn Lập lưu lại đám người hồ trầm, ban thưởng cho một ít đan dược, sau đó mới quay người trở về động phủ. Trong mật thất, sau lưng hàn lấp kim quang lóe lên, chân ngôn Bảo Luân hiện ra, chậm chậm xoay tròn. Phía trên Bảo Luân, 24 vòng thời gian đạo văn lập lòe, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tác lực. Bình thường tu sĩ tu luyện chân ngôn hóa luân kinh dù đến tầng thứ ba cũng chưa chắc có thể cô động ra 18 vòng thời gian đạo văn. Vậy mà hắn hiện nay lại dùng tu vi chân tiên cảnh trung kỳ đã cô động ra 24 vòng. Lúc nãy tại biển khơi thử nghiệm một chút khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Dùng bảo luân kết hợp với thanh trúc phong vân kiếm đã qua luyện hóa thì dù gặp mặt đối thủ có thực lực như hóa thân cổ kiệt, hắn nghĩ cũng có thể tự mình đối phó được. Đương nhiên, nếu cổ kiệt tự mình đuổi giết tới, hắn vẫn sẽ không nói hai lời mà bỏ trốn mất dạng. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại hắn đã tu luyện tầng thứ nhất chân ngôn hóa luân kinh đến viên mãn, mà dựa theo ghi chép trong sách, đã có thể thử tìm hiểu khống chế thời gian pháp tắc rồi. Chẳng qua hiện nay thời gian lực trên chân ngôn bảo luân tuy nồng đậm, nhưng lại có cảm giác tán loạn, không cách nào ngưng tụ ra sợi tơ pháp tắc. Hắn so với những người chính thức nắm giữ pháp tắc lực còn chênh lệch rất xa, thậm chí còn không bằng địa tiên dùng tín niệm lực ngưng tụ pháp tắc. Nếu không, thời gian pháp tắc, một trong tam đại trí tôn pháp tắc, hẳn là không chỉ có hiệu quả làm giảm tốc độ mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hóa thân của kiệt vận dụng một pháp tắc, uy lực cường đại, ngoài việc sâu trong đáy lòng hâm mộ thì còn có vài phần chờ mong ngày nào đó nếu thời gian pháp tắc có thể cô động ra sợi tơ pháp tắc thì uy lực tất nhiên hơn xa một pháp tắc. Hàn lập hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch, thúc giục chân ngôn bảo luân sau lưng từ từ chuyển động. Thời gian đạo văn bên trên chấp động, xung quanh hắn hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng cỡ 10 trường. Từng vòng gợn sóng màu vàng chậm rãi lưu chuyển, nhấp nhô bất định. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng biến hóa của pháp tắc lực, tìm hiểu kỹ càng. Trong chân ngôn hóa luân kinh cũng không ghi phương pháp cụ thể tìm hiểu thời gian pháp tắc, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào bản thân để lĩnh ngộ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3-4 tháng. Thân thể Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, như một pho tượng. Quanh người kim quang lóe lên, hắn mở mắt ra, lông mày nhăn lại. Tìm hiểu mấy tháng mà thời gian pháp tắc không có chút đầu mối nào, một tia hy vọng thành công cũng không có. Đối với tình huống này, hắn cũng không lo lắng nhiều nếu pháp tác dễ tìm hiểu như vậy thì chân tiên có thể lĩnh ngộ pháp tác lực sẽ không ít như vậy huống chi hắn đang tìm hiểu là một trong tam đại trí tôn pháp tác để tìm hiểu pháp tác lực hắn đã chuẩn bị rất kỹ trong tay hàn lập lóe lên hôi quang hiện ra một viên thạch châu tối tăm mờ mịt chính là con mắt của độc mục cự nhân đây đúng là một trong những vật mà hắn chuẩn bị hàn lập dùng hai tay nâng thạch châu lên điều động thời gian pháp tác lực quanh người từ từ rót vào bên trong thạch châu Hào quang màu trắng nhàn nhạt từ trên thạch châu nổi lên, tản mát ra một cỗ thời gian pháp tác chấn động. Hắn lập tức nhắm mắt lại, cảm ngộ thời gian pháp tác trong viên châu, so sánh với thời gian pháp tác lực của bản thân, thử tìm một vài chỗ đột phá. Trong nháy mắt lại mấy tháng trôi qua, Hàn lập mở to mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, cảm ứng thời gian pháp tác lực bên trong thạch châu vẫn là không có chút kết quả nào. Ánh mắt hắn lập lòe, thu thạch châu vào, lật tay lấy ra bình nhỏ màu xanh lá, bên trong có một giọt lục dịch nhẹ nhàng chuyển động. Hàn Lập nhìn bình nhỏ, trầm mặc một lát, nắm chặt, rồi rót tiên linh lực trong cơ thể vào. Ầm ầm, thiên địa linh khí gần động phủ đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên, một cái vòng xoáy linh lực to lớn hiển hiện ra, ảnh hưởng đến vạn dặm xung quanh. Cả đám đệ tử trúc long đạo thấy dị biến như vậy, thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh không chú ý đến nữa. Tình huống như vậy trong 200 năm qua không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, bọn chúng sớm đã thành quen. Mấy ngày sau, bên trong động phủ, sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, tay nắm chặt một viên tinh hạt. Sau khi tu vi đột phá chân tiên trung kỳ, lượng tiên linh lực trong cơ thể hắn tăng vọt, việc ngưng tụ ra tinh hạt cũng đã khác xa trước đây, không tới nỗi vì thiếu tiên linh lực mà cơ thể như bị hấp khô. Hàn lập lật tay lấy một quả đan dược nuốt vào, sắc mặt hắn nhanh chóng hồi phục. Tay nắm chặt tinh hạt, Hàn lập thả thần thức xâm nhập vào trong. Những sợi tơ kim sắc bên trong tinh hạt sáng lên, chân ngôn bảo luân ở sau lưng cũng lập tức phát ra kim quang, từng đạo văn thời gian trên bảo luân liền khởi động, tựa như có sự cộng minh với tinh hạt. Hàn lập mừng rỡ, nhắm mắt lại, tham ngộ từng chút một. Thời gian vụt qua, nháy mắt đã hết một tháng. Sợi tơ kim sắc trong tinh hạt đã hoàn toàn biến mất, một tiếng động nhỏ vang lên, tinh hạt vỡ vụn ra. Hàn lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Lần cảm ngộ này tuy vẫn chưa thành công nhưng đã có được bước tiến rõ rệt so với mấy lần trước, tựa hồ như đã chạm tới ranh giới pháp tắc thời gian. Như là giữa đêm đen mịt mùng nhìn thấy một tia sáng, trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Hàn Lập thò tay lấy ra bình nhỏ màu xanh, trong bình đã ngưng tụ được một giọt lục dịch. Hắn quan sát cẩn thận, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Việc hắn tu luyện chân ngôn hóa luân kinh thuận lợi như vậy đều nhờ bình nhỏ, hôm nay xem ra để tìm hiểu pháp tắc thời gian cũng phải trông cậy vào nó. Chỉ là, hắn lộ vẻ do dự, ánh mắt nhấp nháy. Trước đây tham mộ Tinh hạt hay Thạch châu thì dù cảm ứng được lực lượng pháp tắc nhưng luôn có cảm giác như là cưỡi ngựa xem hoa. Muốn cảm mộ lực lượng pháp tắc một cách sâu sắc thì cần phải tiếp tục thử nghiệm xâm nhập sâu hơn. Ánh mắt Hàn lập lóe lên, sau một lát, trên mặt hắn lộ rõ quyết tâm. Hắn lấy ra một cái bát ngọc to cỡ chậu rửa mặt, chứa đầy linh dịch bên trong. Sau đó hắn nhỏ giọt lục dịch vào bát ngọc, linh dịch vốn trong suốt liền hóa thành màu xanh nhạt, dao động nhẹ nhẹ. Hàn lập lại thò tay lấy ra một cái chén ngọc, tay kia vung lên. Linh dịch màu xanh nhạt trong bát ngọc bay vào trong chén, ước chừng được hơn nửa chén. Ý định của hắn là uống chỗ lục dịch này để cảm ứng lực lượng pháp tắc thời gian ở khoảng cách gần nhất có thể. Hàn lập để cái chén qua một bên, sau khi trầm ngâm một lát, hắn vung tay lên xuất ra 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Dù chưa thúc giục nhưng kiếm khí kinh người đã bộc phát, cả không gian xung quanh cộng hưởng phát ra từng trận ong ong. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, 72 thanh kiếm liền hợp thành một tiểu kiếm màu xanh. Hàn lập lật tay lấy ra một phù lục màu vàng rồi dán lên trên tiểu kiếm, kiếm khí phát ra từ tiểu kiếm màu xanh đều biến mất, lúc này nó hóa thành một tiểu kiếm hết sức thông thường. Hắn để tiểu kiếm ở bên cạnh bình nhỏ, sau đó trên người lóe lên ngân quang, tinh viêm hỏa điều xuất hiện. Ngân quang lóe lên, tinh viêm hỏa điều hóa thành một tiểu nhân ngân diễm, nhảy nhót xung quanh Hàn Lập, miệng không ngừng kêu lên những tiếng vui mừng. Hàn Lập cười tươi, sau khi nô đùa một lát với tiểu nhân ngân diễm thì đặt nó lên lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, người còn nhớ người này không? Một luồng thanh quang lóe lên từ tay hắn một bóng thiếu nữ áo trắng hiện ra, chính là Nam Cung Uyển. Tiểu nhân Ngân Diễm nghiêng đầu nhìn hình ảnh Nam Cung Uyển rồi gật đầu nhẹ. Năm đó ở linh giới, tinh viêm hóa điểu tuy chưa khai mở linh trí nhưng linh tính không hề yếu, nó vẫn nhớ rõ Nam Cung Uyển. Ta giao cho người cất giữ hai món đồ này, nếu ta gặp chuyện gì thì hãy mang chúng đi tìm người này. Cho dù tốn thời gian bao lâu, nhất định phải giao tận tay nàng. Hàn Lập dặn dò tinh viêm hỏa điểu, tinh viêm hỏa điểu nghiêng đầu nhìn Hàn Lập một hồi, tuy rằng dùng linh trí của nó không biết rõ Hàn Lập vì sao làm như vậy, nhưng nó rất nhanh đã minh bạch ý tứ của Hàn Lập, nhẹ gật đầu. Hàn Lập khẽ vuốt đầu tiểu nhân ngân diễm rồi đặt nó xuống cạnh mình, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng. Năm xưa khi hắn mới phát hiện ra bình nhỏ, hình ảnh hai con thỏ rừng bị nổ tung vẫn còn y nguyên trong đầu hắn. Về sau lúc ở loạn tinh hải, Hắn cũng từng dùng lục dịch vây khốn tên liệt phong thú phong hy cấp Nguyên Anh, suýt nữa đã giết được tên đó. Mặc dù hiện nay tu vi của hắn đã vượt quá xa phong nghi, còn tu thành thân thể huyền tiên, nhưng lục dịch trong bình nhỏ hiện tại cũng không còn là lục dịch khi xưa. Hàn Lập có thể cảm nhận rõ ràng cỗ năng lượng đặc thù bên trong lục dịch bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cho dù là hắn hiện nay, sau khi uống chỗ lục dịch này thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, thậm chí cũng không loại trừ khả năng vẫn lạc. Tuy nhiên dù nguy hiểm cỡ nào hắn vẫn cam tâm tình nguyện, nếu lúc ấy không chịu nổi, hắn sẽ tính cách bước lục dịch ra khỏi cơ thể hoặc nếu vạn bất đắc dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống Nguyên Anh ly thể. Sau thời gian dài tham ngộ, hắn đã dần dần hiểu rõ, muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, một trong tam đại trí tôn pháp tắc thì phải chấp nhận nguy hiểm, còn không thì chắc chắn không thành công. Đây chính là đạo lý, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. chương 265, trải nghiệm cực hạn, Hàn Lập bình tĩnh nhìn linh dịch xanh nhạt trong chén ngọc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Hô hấp của hắn vốn hơi có chút hỗn loạn, trong chốc lát liền ổn định lại. Hắn lại nhìn qua tiểu nhân ngân diễm đang đứng ở bên, thấy trên khuôn mặt xinh xắn của nó như đang lo lắng. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, đưa tay bưng chén ngọc lên trên cổ, uống hết một nửa. Lục sắc linh dịch lúc vừa vào trong miệng có vị hơi chát lẫn với một chút mát lạnh, chảy tới cổ họng lại hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, loáng một cái rơi xuống đan điền. Tiếp theo, linh dịch như bùng cháy, từng dòng khí nóng rực lan ra khắp cơ thể, trong nháy mắt trải rộng tất cả kinh mạch. Giờ khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân như đang sôi trào. Từng trận lực lượng lạ lẫm đang không ngừng đánh thẳng vào gân mạch. Với sức mạnh cơ thể hiện tại của hắn mà vẫn phải chịu đau đớn vô cùng, toàn bộ cơ thể như muốn nổ tung. Nhưng trong đầu hắn, chẳng biết tại sao lại dâng lên một mảnh lạnh buốt, khiến cho thần trí của hắn trong chốc lát trở nên vô cùng thanh minh. Hàn Lập giật nảy mình, vội vàng ổn định lại tâm thần. Hắn thúc dục tâm niệm, hiển hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh bao bọc ngoài thân, đồng thời từng đợt lực lượng vô hình từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra. Tiếng đong đốc liên tiếp vang lên toàn bộ người hắn đột nhiên cao lên một đoạn tứ chi thân thể đều to thô thêm một vòng sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội không bao lâu sau lông mày hắn bỗng nhăn tít lại trong cơ thể của hắn kinh mạch li ti đang vỡ ra từng chút một nhưng rồi được một luồng sinh cơ sung mãn tràn qua nên nhanh chóng khép lại quá trình xé rách rồi khép lại này diễn ra không ngừng tại vô số ngóc ngách trong cơ thể hắn đạt đến ngàn vạn lần chỉ trong một lần hô hấp mặc dù hàn lập hiện tại đã có thân thể mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng lại có thêm nghị lực cực lớn mà người thường không thể sánh bằng nhưng quá trình này vẫn đem lại cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Nhất là, đầu óc hắn lúc này như chưa bao giờ thanh tỉnh hơn, nên sự đau đớn hắn cảm nhận được càng là tê tâm liệt phế. Nhưng cùng lúc này, dù chỉ là tương đối, hắn cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được từng cỗ lực lượng thần bí bên trong dòng nhiệt lưu đang chảy khắp tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch. Cỗ lực lượng thần bí này chính là đang thúc đẩy nhục thể của hắn tiến hành một loại dị biến khó diễn tả mà bản thân cơ thể hắn cũng đang sinh ra đối kháng, xung đột kịch liệt với cỗ lực lượng này. Quá trình rằng có diễn ra trọn vẹn một canh giờ mà vẫn chưa có vẻ suy giảm, nhưng trong lòng Hàn Lập Rốt Cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, hiện tại hắn đã dần dần thích ứng được với trạng thái này. Lục dịch dù gây ra tổn thương lớn đối với cơ thể của hắn, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí lẽ hắn còn có thể uống nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập liền bưng chén ngọc lên, uống nốt nửa chén lục dịch còn dư lại một cỗ khí tức nóng bỏng thậm chí còn mãnh liệt hơn khi trước điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn nhanh chóng kết hợp với luồng nhiệt khí đang có sẵn trong cơ thể hàn lập không khỏi khó chịu mà hừ một tiếng thân hình khẽ rung chuyển ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể cũng rung động lập lè một hồi sau hơn nửa canh giờ như thế vẻ đau đớn trên mặt hàn lập mới dần dần bớt đi phân nửa ánh sáng màu xanh ngoài thân thể cũng đã ổn định lại đúng như tính toán Hắn lại một lần nữa thông qua thân thể và ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ được. Tuy rằng sự đau đớn trong cơ thể hắn so với trước phải chịu khủng khiếp hơn gấp mấy lần, nhưng điều hắn theo đuổi chính là trạng thái gần như cực hạn của thân thể như thế này. Chỉ ở trạng thái này, hắn mới cực kỳ thuận lợi cảm ngộ. Hắn lập tức không bận tâm tới tình trạng cơ thể, nhắm mắt cảm ứng cỗ lực lượng thần bí đang dạo rực bên trong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, giờ phút này, hắn có thể nghe rõ bên tai nhịp đập trái tim mình mỗi một nhịp đều mơ hồ hô ứng với cỗ lực lượng thần bí vốn đang tuôn chảy ở khắp các kinh mạch trong cơ thể đó là một loại cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đây là chấn động của lực lượng thời gian cũng là quy luật vận động của ngọn nguồn sinh mệnh tựa như hắn chỉ cần duỗi khẽ ngón tay là chạm vào nhưng cố thế nào cũng không bắt được loại cảm giác này như là hắn đang dần dần tiếp cận bờ vực của pháp tắc thời gian nhưng thời gian lực lại hư vô mờ mịt khiến hắn tưởng như cỗ lực lượng thần bí này đã nằm gọn trong tay mình nhưng nháy mắt nó đã lập tức biến mất Tâm niệm hắn khẽ xoay chuyển một cái, một tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch giữ trong tay, đồng thời sau lưng kim quang lóe lên. Chân ngôn bảo luân hiện ra, đạo văn thời gian kịch liệt chấn động, bao bọc toàn thân, đồng thời thúc giục luyện thần quyết. Hắn tập trung hết sức, vứt bỏ mọi tạp niệm, cố gắng hết khả năng dung nhập chính mình vào trong đó. Khi bị ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân, cỗ lực lượng thần bí đang chảy xuôi khắp các kinh mạch trong cơ thể diễn ra chậm lại một chút. Nhưng mà, cái cảm giác vô lực khống chế này vẫn không hề biến mất mảy may nào. Thời gian từng chút trôi qua, lục dịch biến thành nhiệt khí không ngừng tiêu hao, tiếp tục thêm 2 3 canh giờ, rốt cuộc dần dần biến mất vô tung. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt xen lẫn một tia hưng phấn và nghi hoặc, sắc mặt ẩn chứa nhiều suy tư. Chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên rồi nhập vào cơ thể biến mất. Trong gần nửa canh giờ vừa qua, tuy rằng hắn chưa thật sự lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian nhưng lại cảm ứng được rõ ràng chấn động của lực lượng thời gian. Ngay sau đó, thân thể hắn run lên, khóe miệng chảy một vệt máu nhỏ. Tuy rằng hắn nhờ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng bên trong cơ thể vẫn trồng chất nội thương. Mỗi một chỗ đều có vết thương cực nhỏ trải rộng toàn thân từ gân mạch cho đến xương cốt. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là chân tiên, chỉ sợ giờ phút này thân thể sớm đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ rồi. May mà hắn đã tu thành huyền tiên chi thể, có năng lực khôi phục cường hãn, phối hợp cùng chân cực chi mô nên cuối cùng không nguy hiểm đến tính mạng. Không những thế theo tình hình này, hắn còn có thể tăng khả năng uống thêm được một ít lục dịch nữa. Vừa rồi hắn cảm giác bản thân còn thiếu một chút nữa là có thể chạm đến lực lượng thời gian huyền bí. Có lẽ, chỉ khi không ngừng ép bản thân mình chạm đến cực hạn thì mới có thể đạt được thành công. Hắn sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, rồi bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp. Mấy ngày sau, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, ngửa mặt lên trời, thở dài một cái. Đến bây giờ, tất cả thương thế trong cơ thể hắn đều đã khôi phục. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bát ngọc bên cạnh, không chút chần chờ phất tay một cái. Trong bát ngọc lại bay ra một dòng lục sắc linh dịch, tạo thành một đường vòng cung ở giữa không trung rồi rót vào trong miệng của hắn. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đổi một hồi. Lần này hắn uống lượng lục sắc linh dịch so với lúc trước nhiều hơn một ít nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, hắn đã không còn cảm giác tâm thần bất định. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý tới tình trạng trong cơ thể mà chuyên tâm tìm hiểu lực lượng pháp tác ẩn chứa trong lục dịch. Âm thanh đôm đốp trong cơ thể hắn thỉnh thoảng truyền ra. Lúc này đây, làn da ở thân thể, cánh tay, bả vai nước thành từng mảng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Hàn lập để mặc tình trạng của cơ thể, người không nhúc nhích. Trong nháy mắt hơn một canh giờ trôi qua, hắn mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tuy rằng hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng dạng rỡ hẳn lên. Trong hơn một canh giờ vừa rồi, hắn cảm giác tựa hồ khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc thời gian lại gần hơn một ít, nhưng vẫn thiếu một chút xíu. Quả nhiên là cầu phú quý trong hung hiểm, Hàn Lập lấy ra một viên đan dược ăn vào, trên thân nổi lên lục quang. Mấy ngày sau, khi thương thế hắn toàn bộ phục hồi như cũ, một tay hắn khẽ vẫy, dẫn tất cả lục sắc linh dịch còn dư lại trong bát ngọc rót vào trong miệng. Sau đó, mỗi tay của hắn nắm một viên tiên nguyên thạch, đồng thời thúc giục chân môn bảo luân, rồi hắn nhắm hai mắt lại. Không biết trải qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng chợt lại bị một tia nghi hoặc thay thế. Vì sao mỗi lần cảm thấy khả năng khống chế lực lượng thời gian đã ở rất gần nhưng đều vẫn thiếu một chút? Cho dù là thế nào, cách làm hiện tại rất có thể thành công. Có lẽ thử thêm một lần sẽ có thể đột phá. Hắn lẩm bẩm tự nói, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, rồi nhắm mắt lại. Hai mươi mấy ngày sau, trường thiên bình ngưng tụ ra thêm một giọt lục dịch hàn lập cầm bình nhỏ sắc mặt hơi trầm ngâm đặt bình nhỏ lên miệng giọt lục dịch lăn xuống rơi vào trong miệng của hắn mấy hơi thở về sau cơ thể hàn lập vang lên thanh âm đông đốc làn da nhanh chóng hiện ra từng vết nứt li ti dù có chân cực chi mô cũng không cách nào ngăn cản được máu tươi chảy lênh láng chỉ trong chốc lát cả người hắn đã biến thành huyết nhân cơ mặt hàn lập giật giật thân thể nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ chỉ cần hơi không chú ý là bạo thể mà chết lần này qua gần hai canh giờ thân thể của hắn mới dần dần trở lại bình thường hai hàng lông mày cũng giãn ra hàn lập không để ý tới tình trạng cơ thể đôi tay nắm lấy tiên nguyên thạch chân ngôn bảo luân sau lưng nhanh chóng chuyển động những đạo văn thời gian chớp sáng mãnh liệt nửa ngày sau hàn lập mở to mắt há miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệch hít sâu một hơi mới dần cơn đau xuống được liên tục nuốt hai giọt lục dịch hắn cảm thụ lực lượng thời gian càng lúc càng sâu sắc hơn chỉ là có lẽ uống thêm một giọt nữa sẽ thành công hàn lập kích động trong lòng thương thế trong cơ thể lại phát ra hắn hừ một tiếng vội lấy ra một viên đan dược ăn vào tập trung tinh thần vận công khôi phục ánh sáng màu xanh nổi lên lượn lờ quanh người hàn lập sắc mặt hắn dần dần khôi phục một vài vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại một tháng sau hàn lập cầm lấy bình nhỏ giọt lục dịch bên trong nhẹ nhàng chuyển động hắn chậm rãi thở ra thần tình ngưng trọng hơi ngửa đầu một lần nữa uống lục dịch trong bình âm thanh đồng đốp nặng nề trong cơ thể lần nữa phát ra đôi tay hắn nắm chặt tiên nguyên thạch khôi phục chân ngôn bảo luân hiện ra phía sau lưng đạo văn thời gian điên cuồng chớp động thời gian trôi qua từng chút một từng cỗ lực lượng pháp tắc thời gian tuôn ra từ bên trong chân luân chân ngôn bảo luân tản mát ra kim quang trói mắt điên cuồng chuyển động càng lúc càng nhanh hàn lập nhắm nghiền hai mắt hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết trên người hắn kim quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động Nhìn kỹ lại thì những kim quang kia rõ ràng là do vô số văn tự màu vàng kim thật nhỏ hội tụ thành, phảng phất như hỏa diễm hừng ngực thiêu đốt. 24 vòng đạo văn thời gian rung rung, hỏa diễm kim sắc càng ngày càng lớn, mơ hồ có xu hướng ngưng tụ tại một chỗ. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, chân ngôn bảo luân tản mát ra kim quang chợt chớp động, chuyển động chậm lại, mặt ngoài hiện ra một vài vết dạn, phảng phất như không chịu nổi gánh nặng. Đạo văn thời gian đang rung rung trên thân chân luân cũng đột nhiên lắng dịu trở lại chương 266, 5.000 điểm thưởng kim quang lóe lên, chân môn bảo luân biến mất, nhập vào cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun một ngụm máu đen. Hai mắt hắn mở to, thanh quang hộ thể gần như sụp đổ, toàn bộ xương khớp trong cơ thể như vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn cảm thấy dùng mình, 10 ngón tay vội bấm pháp quyết, lúc này thanh quang hộ thể mới dần ổn định. Sau khi nuốt một viên đan dược, sắc mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm. Thời khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình tiếp cận lực lượng pháp tắc thời gian ở mức gần nhất từ trước tới nay, dường như đã chạm vào được cỗ lực lượng có vinh dự đề tên trong tam đại trí tôn pháp tắc. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tắc, tuy đã gần đến mức tối đa rồi nhưng vẫn còn một chút khoảng cách không thể vượt qua. Sao lại có thể như vậy? Ánh mắt nhấp nháy, hắn tự lẩm bẩm những ghi chép trong chân ngôn hóa luân kinh đã chỉ rõ, chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất đến viên mãn thì sẽ có thể thử tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời gian, tất nhiên là có thành công hay không lại là câu chuyện khác. Tuy nhiên hắn có sự hỗ trợ của lục dịch trong trường thiên bình, theo lý thuyết thì cơ hội thành công phải cao hơn nhiều mới phải. Có lẽ, mình còn thiếu một cái gì đó. Vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi, hắn lật tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào, thanh quang trên người lại bừng lên. Một tháng sau, bình nhỏ nằm trong tay hàn lập lại ngưng tụ được một giọt lục dịch. Hắn liếc nhìn giọt lục dịch rồi không chút do dự ngửa cổ nuốt luôn. Sau một khắc, sau lưng hắn phát ra kim quang trói lọi, chân môn bảo luân xuất hiện tỏa kim quang sáng chói lực lượng pháp tắc thời gian phát ra những chấn động mãnh liệt hai tay hắn nắm hai khối tiên nguyên thạch miệng lẩm bẩm kim quang trên thân ngày càng trói lọi pháp tắc thời gian ẩn ẩn bắt đầu ngưng tụ đúng lúc này kim quang phát ra từ chân môn bảo luân bỗng chập chờn mặt ngoài luân vang lên một tiếng rắc rắc hiện ra những vết rạn. lực lượng pháp tắc thời gian lập tức tán loạn chân môn bảo luân lóe lên một cái rồi biến mất hàn lập chừng mắt vẻ mặt nhăn nhó một lần thì có thể nói là ngẫu nhiên hai lần liên tiếp đều cho kết quả như vậy điều này cho thấy lực lượng thời gian hiện nay của hắn chưa đủ để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách đổi lấy tầng thứ hai của chân ngôn hóa luân kinh trước đã sau khi suy nghĩ thông suốt hàn lập lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào sau mấy tháng tuyết rơi triền miên ở khu vực phía đông dãy núi trung minh cả khu vực được phủ kín bởi một lớp tuyết dày xích hà phong không còn hỏa chứng nên cũng bị tuyết phủ kín tạo thành một lớp áo khoác tuyết trắng bên trong dược viên Mộng Vân quy khoác trường bào sám đang chăm sóc cho mấy chục cây linh thảo ở linh biên. Y cẩn thận kiểm tra những trận pháp hỗ trợ việc chăm sóc ở xung quanh. Loại linh thảo này là thực vật đặc hữu trên xích Hà Phong, vốn ưa nóng, kỵ lạnh, do không còn lớp hỏa trướng bảo vệ nên phải thay thế bằng trận pháp để cho nó sinh trưởng bình thường. Ca theo huynh thì bao giờ lệ trưởng lão mới về? Mộng Thiền Thiền mặc bộ váy dài màu xanh, đang khom người ở một bên nhìn y kiểm tra trận pháp, ánh mắt lộ vẻ mơ màng. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh, khí thức trên người thu vào trong, nụ cười tươi trên môi rung động lòng người. Thiền thiền, người còn là em gái của ta hả? Năm đó khi ta được lệ trưởng lão phái đi thu mua hạt giống, người cũng không mong nhớ ta như vậy. Mộng Vân Quy ngoảnh đầu nhìn nàng rồi làm bộ giận nói. Hi hi, làm gì có, muội chỉ muốn mau chóng báo cho lệ trưởng lão biết tin muội đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ. Ca ca, huynh cũng phải cố lên nha. Mộng Thiền Thiền khẽ cười duyên rồi giải thích, Mộng Vân Quy nghe vậy, đành thở dài lắc đầu cô em gái này của y không hiểu gặp cơ duyên gì sau khi kết nguyên anh thành công thì tu vi cứ một đường tăng mạnh hiện tại nàng ta đã đi sau mà tới trước đã tiến vào hóa thần kỳ được một thời gian ngắn rồi nhìn thấy những thành tựu của cô em gái bảo bối tự sâu trong lòng đáy lòng y phát sinh cảm giác vô cùng vui sướng và cao hứng tuy nhiên y cũng không muốn khen ngợi tung hô nàng quá nhiều tránh cho nàng sinh kiêu dù sao nàng cũng chỉ bắt đầu con đường tu tiên được vài trăm năm tâm tính còn thuần chất y không muốn vì mấy câu nói của mình làm khởi nên trong nàng đạo tâm bất ổn vừa nghĩ tới đấy y liền quay lại công việc trên một mảnh đất trống bên ngoài dược viên chính là con linh thú thủ sơn có hình thể to như một ngọn núi nhỏ nó nghỉnh hai cái đầu lên phát ra vài tiếng phì phì từ trong mũi rồi lại rủ xuống một cách vô cùng buồn chán quay lại nằm phủ phục trên mặt đất chưa kịp nằm yên hai cái đầu của nó đã lập tức ngước lên nhìn về phía bầu trời chỉ thấy từ chân trời một đạo ánh sáng xanh nhanh như tên bắn bay vụt tới Xích Hà Phong. Đại trận Phong Sơn đang bao phủ ngoài núi chợt lóe lên hào quang, rồi tựa như băng tan, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc, đạo thanh ảnh đã lao thẳng tới phía phủ đệ. Mộng Vân Quy đứng lên, liếc muội muội, hai người đều lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng phi độn về phía phủ đệ. Thời điểm hai người bay tới phủ đệ, Tôn Bất Chính cũng đã triệu hoán những người khác cùng tới đây. Cả đám tề tụ trong phòng lớn của phủ đệ, hồi hộp chờ chỉ thị của Hàn Lập người vừa phản hồi tông môn. Kết quả, Hàn Lập chỉ hỏi thăm sơ qua một ít tình huống tại Sích Hà Phong, ban thưởng cho mọi người một ít đan dược và đồ vật, rồi vội vàng rời khỏi phủ đệ. Đúng là làm cho mộng thiền thiền có chút buồn bực, vốn một mực chờ đợi lệ trưởng lão trở về, vậy mà thậm chí ngay cả chuyện tu vi tiến bộ của mình nàng cũng không kịp khoe. Lại nói Hàn Lập rời Sích Hà Phong, phi như bay một mạch đến phụ cận lâm truyền điện, rồi lập tức chuyển đi Kinh Vân Phong. Trong một tòa thiên điện ở phía sau Thái Huyền Điện, có một gã trưởng lão chấp sự hình thể mập mạp ngồi sau bàn giấy đang đưa tay nhận lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập, nói bằng giọng vui vẻ. Lệ trưởng lão khô cực rồi, hai vị trưởng lão thay thế người ở bí cảnh Phù Sơn mấy ngày trước đây đã đưa tin trở lại, kết quả điều tra về cơ bản nhất trí với hồi báo của ngươi lúc trước. Tông môn nhận định trong biến cố lần này, người đã bảo vệ được sản lượng linh dược, lập được công lớn, cho nên quyết định ngoài thù lao của nhiệm vụ chấn thủ, ban thưởng thêm 500 điểm công trạng. Đa tạ, Hàn Lập liền hơi ôm quyền, vừa cười vừa nói. Sau khi hàn huyên vài câu với trưởng lão chấp sự, hàn lập cầm lại lệnh bài trưởng lão của mình, cáo từ một tiếng rồi ra khỏi đại điện. Cánh cửa hậu điện chậm rãi khép lại, còn hàn lập cũng bắt đầu tính toán trong đầu. Lúc trước, sau một loạt nhiệm vụ, hắn đã tích lũy được không ít điểm công trạng, cộng thêm thù lao của nhiệm vụ chấn thủ và điểm thưởng công trạng, hắn đã tích lũy được hơn 4.000 điểm. Thoạt nhìn số lượng đã cực kỳ khả quan rồi, nhưng khoảng cách tới 9.000 điểm công trạng, số điểm cần thiết để đổi tầng thứ hai của chân ngôn hóa luân kinh vẫn còn khá xa. Hàn lập chậm chậm bước, thong thả đi về phía tiền điện, trong lòng suy nghĩ biện pháp để bổ sung toàn bộ 5.000 điểm công trạng. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên, nhớ lại một chuyện. Trên bề mặt thạch bích màu ám kim ở Thái Huyền Điện có nhiệm vụ màu đỏ đầu tiên chính là tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đến tầng thứ hai, mà ban thưởng vừa đúng là 5.000 điểm công trạng. Trong lòng Hàn Lập lập tức vui vẻ, hắn bước nhanh qua cửa điện phía trước, đi thẳng về phía thạch bích màu ám kim. Trong đại điện vẫn náo nhiệt như mọi khi, thậm chí phía trước thạch bích màu ám kim ở tận cùng bên trong cũng có hơn 10 vị trưởng lão nội môn đang tụ tập. Tất cả đều đang nhìn lên nhiệm vụ trên thạch bích, Hàn Lập không nhìn chỗ nào khác mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía những nhiệm vụ màu đỏ. Ánh mắt hắn rất nhanh đặt ở chỗ hai dòng giải thích rắc rối của một nhiệm vụ có một nhiệm vụ cực kỳ tinh giản, có vẻ rất tầm thường. Chỉ có 10 chữ ngắn ngủn mà Hàn Lập nhìn gần nửa canh giờ thực sự không phải là hắn không có tư cách đổi mà là đang lo lắng. Nếu hắn công khai đổi sẽ bị người khác phát hiện, thì tiến cảnh tu luyện chân ngôn hóa luân kinh của hắn cũng sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng. Dù sao tuy số người tu luyện công pháp này không ít, nhưng thành công thì không có mấy. Cộng thêm tốc độ tiến triển của hắn lại thực sự quá kinh hãi thế tục. Tu sĩ chân tiên cảnh bình thường, dù là tiêu tốn 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu bằng một phần 10 của hắn dựa theo miêu tả của phương chuyên về công pháp này năm đó một khi tin tức hắn tu luyện tới tầng thứ hai để lộ ra tất nhiên trong chúc long đạo sẽ lập tức khuấy động một hồi sóng to gió lớn khó có thể lường được tới lúc đó chưa cần tính đám kim tiên của tông môn đối đãi hắn bằng thái độ nào mà tự dưng vô duyên vô cớ rước lấy sự theo dõi sát sao của mọi người thì không phải là điều hắn mong muốn nghĩ đến đấy đâm ra hàn lập cảm thấy váng đầu chưa nghĩ tới chuyện giờ đây không thể đổi được 5.000 điểm công trạng mà dù sau này có vất vả tích lũy đầy đủ điểm trang nữa thì dường như hắn cũng không cách nào quang minh chính đại tới truyền công điện đổi lấy tầng thứ hai công pháp. Như thế không khác gì đứng giữa quảng trường tuyên bố bản thân đã tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới tầng thứ hai vì thực ra thì ai mà chả biết rằng nếu không tu luyện tới tầng thứ hai thì không kẻ nào tự dưng khùng tiêu phí 9.000 điểm công trạng. Chả lẽ, còn mỗi cách trộm, nghĩ tới đây, hàn lập lắc đầu, dẹp bỏ ngay ý tưởng này không thể so chúc long đạo với lãnh diễm tông ở linh hoàn giới. Ngoại trừ những phó đạo chủ còn có một vị kim tiên thực lực đáng sợ tỏa chấn. Hơn nữa, truyền công điện là chỗ không tầm thường, nhất định có cấm chế cường đại. Nếu mà định ăn trộm công pháp chân phái ở chỗ này thì khác gì tự tìm cái chết. Nhưng mà không thể đổi thì hắn không cam tâm. Dù gì nguyên nhân rất lớn hắn gia nhập trúc long đạo chính là vì bộ công pháp chân ngôn hóa luân kinh này. Nghĩ ngợi nửa ngày, Hàn Lập xoay người ra khỏi điện. Nửa ngày sau, một gã phe phẩy quạt lông đầu chít khăn như nho sinh từ tốn bước vào thái huyền điện hắn nhàn nhã bước tới trước thạch bích đạm kim mấy trưởng lão nội môn gần đó ngẩng đầu lướt nhìn khi hắn tới khiến cho mấy người chú ý nhưng cũng chỉ liếc nhìn một chút là rời ánh mắt đi nho sinh đứng nghỉ chân một lát thừa lúc không ai chú ý bàn tay lật cái lệnh bài trưởng lão hiện ra cách không điểm tới thạch bích một luồng hào quang trừ trong thạch bích lập tức bắn ra rơi xuống lệnh bài kẻ này là hàn lập đeo mặt nạ vô thường minh cải trang hắn đã nghĩ kỹ lắm rồi, trước hết cứ lấy phần thưởng của nhiệm vụ cái đã, họa điên mới từ chối, 5.000 điểm công trạng đấy. Hắn cảm ứng thì thấy lệnh bài đã ghi điểm công trạng xong rồi. Cả thầy là 9.132 điểm, khu vực tuyên bố nhiệm vụ có chữ đỏ này vốn là chỗ không mấy ai chú ý. Lúc này các trưởng lão dưới thạch bích đang nói chuyện với nhau hoặc đang tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho bản thân nên căn bản không ai chú ý luồng hào quang vừa rồi từ một nhiệm vụ nào bay ra hắn lấy gương mặt này tới thì dù bị phát hiện cũng không biết là ai mà chỉ cần hiện tại không bị phát hiện ngay thì tất nhiên cũng chẳng ai để ý việc này vạn nhất thực sự có người phát hiện ra manh mối thì bản thân hắn chuồn đi mất dạng là xong hàn lập coi như không có chuyện gì xảy ra điềm nhiên thu lệnh bài lại thở phào một hơn xoay người định rời thái huyền điện nhưng ngay khi hắn vừa xoay người đột nhiên toàn thân cứng đờ ánh mắt còn sót lại liếc thấy dòng chữ to màu đỏ trên thạch bích đã thay đổi Chương 267, Bạch Tước. Thân ảnh Hàn Lập khựng lại, vội xoay người lại nhìn. Phía sau chữ đỏ, lờ mờ hiện ra hàng chữ nhỏ màu đạm kim, trên ấy viết sáu chữ Kim Triện Văn. Bạch Tước Cốc, Hiện chân Luân. Sáu chữ này đều được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt khiến người ta không nhìn rõ được. Chỉ mới nhìn, Hàn Lập liền cảm thấy mơ hồ, vội vã dụi dụi cặp mắt. Ngước mắt nhìn lại thì thấy phía sau chữ đỏ trống rỗng, không còn thấy một chữ nào nữa. Nội tâm hắn khe động vội vàng nhìn chung quanh thì thấy mọi người đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thạch bích, thỉnh thoảng có người dì tai nhau hỏi đáp. Sắc mặt của đám người đều bình thường, hiển nhiên không ai nhìn thấy màn kỳ dị vừa rồi. Bạch tước cốc, đó là chỗ nào? Trong đầu Hàn Lập Thủy Trung vang vọng mãi ba chữ kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được chút lòng đạo có nơi nào như vậy. Tâm niệm quay cuồng trong đầu, Hàn Lập thử nhìn ở những góc độ và phương hướng khác nhau, cố tìm chút manh mối từ những chữ lớn màu đỏ trên thạch bích kia, nhưng không phát hiện ra bất luận điều gì khác thường. Tựa như sáu chữ nhỏ màu đạm kim chỉ là tự tưởng tượng ra, cơ bản không tồn tại. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tuy chỉ thoáng qua nhưng với thị lực của hắn, tuyệt không có khả năng lầm lẫn. Kể từ đó, hắn dâng lên suy nghĩ cầu may, bất kể nói thế nào thì bản thân hắn phải tìm cho bằng được nơi gọi là bạch tước cốc, nếu không tuyệt đối không cam lòng. Nhưng đến tột cùng chốn này ở đâu, hắn đứng ngây người một hồi lâu, rồi đến một góc vắng, lật tay lấy ra địa đồ dãy núi Trung Minh nhận được từ hồi mới nhập môn. Hắn đưa thần thức vào trong, cẩn thận tìm tòi từng tấc từng tấc. Một canh giờ sau, Hàn Lập mở to mắt, dung tay thu địa đồ lại, khuôn mặt càng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn xem xét đi xem xét lại tất cả các địa danh trên bản đồ vài lần, không bỏ sót chỗ nào nhưng không tìm ra nơi nào gọi là bạch tước cốc. Chẳng lẽ trong tông môn có bí cảnh không muốn người biết? Cặp mắt hắn chấp động, miệng thì thào nho nhỏ. Hắn nghĩ thế còn bước chân lại tới trước thạch bích, nhìn chầm chầm một hồi lâu. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi Thái Huyền Điện. Lát sau, hắn bay chầm chậm trên bầu trời Thái Huyền Điện, chắp tay sau lưng, thanh sam bay phần phật. Khuôn mặt như nảy ra ý tưởng gì đó, độn quang bốc lên, bay vụt về một hướng khác. Màn đêm buông xuống, trong một gian mật thất ở động phủ xích Hà Phong. Một ngọn cổ đăng thanh sắc đang thắp được để trên cái bàn bát tiên vuông vức sơn son đỏ chót. Không biết dùng loại dầu nào mà không có chút khói nào, khuếch tán ra từng luồng hương thơm chỗ bắc đèn có ngọn lửa cực kỳ ổn định, không chút lay động. Nó nhỏ như ngón cái nhưng chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày. Trên chiếc bàn, mấy cuốn sách cổ rất dày, có gáy bằng da xanh được chất đầy một góc, ba bốn ngọc giản đặt ở góc khác, lại có cả một cuốn họa trục màu vàng dài tới bảy thước, một nửa nằm trên bàn, một nửa buông lỏng xuống đất. Trên họa quyển là những nét mực đan thanh vẽ những ngọn sơn phong màu xanh san sát sinh động như thật. Trên đó có những chữ nhỏ vuông vức ghi chú tên sông, núi, là một bức sơn hà hình thế đồ tuyệt đẹp, lúc này, Hàn Lập ngồi phía sau bàn, tay cầm quyển sách cổ ố vàng có phần hư tổn, tập trung tinh thần đọc. Những ngọc giản, thư tịch và họa quyển này đều là các bản địa đồ sơ lược sơn thủy của dãy núi Trung Minh mà hắn mượn từ nội điển các ở Ngự Long Sơn. Trừ mấy cái ngọc giản ra thì những thư tịch và họa quyển này đều là bản gốc. Vốn là hắn có thể mua bản phục chế, nhưng vì Hàn Lập muốn tìm đọc địa đồ ghi chép nguyên thủy nhất nên đã bỏ ra đại lượng điểm công trạng để mượn đọc những bản cổ tịch nguyên bản đã không biết bao nhiêu tuổi này. Hàn Lập kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất kỳ khả năng nào, cẩn thận xem xét cả văn tự ghi lại và toàn bộ nội dung địa đồ, nhưng mà cho đến hiện tại, hắn cũng không phát hiện chỗ nào có tên là Bạch Tước Sơn Cốc. Mặc dù có mấy chỗ tên gần giống, nhưng phần lớn các chỗ này đều không có khả năng là chỗ trọng yếu của tông môn. Hắn cẩn thận tìm kiếm, tập trung vào các khu vực màu đen trên mặt Linh Sơn Hà Đồ. Những địa phương này phần lớn đều là cấm địa tông môn, đại đa số trên bản đồ đều không có đánh dấu, nhưng ở một số thư tịch khác ít nhiều đề cập đến. Trải qua nhiều lần so sánh đối chiếu, hắn tiếc núi phát hiện, vẫn không có thông tin gì về bạch tức cốc. Lúc này, trong tay hắn đang cầm cuốn cổ vân kinh lược, là quyển điển tịch cuối cùng chưa xem. Trên thực tế, quyển sách này căn bản không tính là địa đồ, mà chỉ là một quyển ghi chép về chuyến du sơn ngạo thủy ở đại lục cổ vân, mà tác giả của nó tựa hồ cũng chỉ là một vị tu sĩ giang dỡ chuyện tu hành. Bất quá, cuốn sách này tựa hồ có niên đại cực cao, thậm chí có thể so sánh cùng với thời gian tồn tại của Trúc Long Đạo, trên sách có một tầng pháp trận cấm chế. Một khi pháp trận phát động, trang sách liền sẽ lập tức cháy hóa thành cho. Hàn Lập vuốt khẽ lên một trang sách, tiếp tục lật xem, ánh mắt thuận theo văn tự ghi chép bên trong đọc lướt nhanh. Bỗng nhiên, lông mày hắn cao lại, kéo quyển điển tịch lại gần vài phần, nhìn chằm chằm một đoạn văn tự trong đó, tỉ mỉ nhìn. Tây Sơn có bảy bạch tước sinh sống, một gã mục đồng đuổi bắt bảy bạch tước khi vào trong cốc thì cảnh vật liền biến đổi. Chỉ thấy bên trong sương mù mờ mịt lượn quanh, ở giữa có cung khuyết ngọc các, đài cao ẩn hiện, hàng nga ca múa, tiên nhân đối ẩm khiến gã không biết mình đang ở đâu. Hàn Lập xem đến đoạn mô tả ngắn gọn đến cực điểm này liền trầm ngâm không nói. Phần sau đoạn này tả cảnh gã mục đồng bị tiên nhân mặc kim giáp cầm roi nện khiến giật mình tỉnh dậy. Lúc đó gã mới phát hiện gã vẫn đang đứng ở trong sơn cốc như cũ, như vừa mộng du. Đoạn mô tả kiểu này khá thường gặp trong các điển tịch du ký, thường là ảo ảnh, không có gì quá kỳ quái. Duy chỉ có đoạn mô tả về bầy bạch tước sinh sống làm hắn để tâm. Lúc trước trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng thấy các loài như bạch oanh, tuyết trĩ, diều hâu. Duy chỉ tên bạch tước là chưa thấy qua, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, hắn đọc lại bản điển tịch này một cách tỉ mỉ, cuối cùng mới xác định trong thư tịch chỉ có mỗi chỗ này ghi rõ ràng hai chữ bạch tước. Tây Sơn là nơi nào? Hàn lập một tay cầm lấy điển tịch, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng gõ tay, cầm tất cả địa đồ điển tịch cổ tới, để trên mặt bàn, lật xem từng trang. Hàn lập chỉ vào một trang trong đó, thi thao, dậu Tây Sơn, núi cao 7257 trượng Thế núi hẹp dài, hướng từ Nam tới Bắc, phía đông sườn núi có lô dương thảo, hoán nhật hoa, kinh lân thạch. Tây Tuyền Sơn, núi cao 8931 trượng. Trạch Tây Phong, núi cao 6. Bóng trăng lặn xuống phía tây, rất nhanh đã đến nửa đêm. Hàn Lập vốn một mực ngồi ở phía sau bàn vuông, đã đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng gập lại từng quyển sách cổ trên bàn, sửa sang lại chỉnh tề, xếp chồng tại một góc bàn. Trên bàn còn một quyển sách duy nhất mở ra chính là cuốn điển tịch Sơn Hà Hình Thế Đồ. Bất quá, cuốn sách này mở ra không đến một xích, Phía trên lộ ra hình ảnh chính là một tòa núi tên là Tây Lâm Phong. Ngọn núi này ở phía tây dãy núi Trung Minh, chính là một tòa núi bình thường linh khí rất ít. Bởi vì trên núi cũng không có linh sản đặc biệt quý hiếm, cho nên một mực hoang phế, cũng không có trưởng lão đệ tử chọn ở nơi này. Nó ở phía tây gần Bồ Linh Cốc, cùng một ngọn núi ở phía đông dãy núi Trung Minh tạo thành một sơn cốc hình bán nguyệt vô cùng rộng lớn ở chính giữa. Đây chính là một ngọn núi ở phía tây mà Hàn Lập trải qua nhiều thời gian tìm tòi lựa chọn. Hắn tin tưởng Sơn cốc hình bán nguyệt kia rất có thể chính là bạch tước cốc mà hắn đang tìm kiếm. Hàn lập khẽ phẩy tay, ngọn lửa trên chiếc đèn cổ đặt trên bàn bát tiên liền tắt ngúm. Trên bắc đèn, một đám khói trắng lượn lở bốc lên, tản ra mùi thơm, kéo dài không tiêu tán. Hàn lập ra khỏi phòng, đóng cửa lại, định đi đến trước viện. Hắn còn đi chưa qua gian phòng, đã thấy mộng thiển thiển đang từ hành lang bên kia chạy nhanh tới. Lệ trưởng lão, sắp nở rồi, sắp nở rồi nàng ta còn chưa đến nơi thấy thân ảnh hàn lập đã vội vàng mở miệng kêu lên hàn lập nghe lời ấy lông mày vốn hơi nhăn liền giãn ra trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng đi đi xem một chút hàn lập vừa dứt lời liền bước lên trước một bước nắm lấy cánh tay mộng thiển thiển kéo đi hai người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay nhanh ra ngoài trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng một lát sau đã thấy hai người xuất hiện ở một gian thạch thất bí mật trong động phủ chính giữa thạch thất có một trận pháp tụ linh loại nhỏ vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển giữa không trung từng đợt linh quang màu xanh chấp động liên tục trong pháp trận có một quả trứng khổng lồ màu trắng đang rung lên nhảy nhẹ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí do trận pháp tụ hợp lại hai người hàn lập kiên nhẫn đứng nhìn quả trứng một hồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nở ra vừa rồi trứng lay động rất mạnh bên trong vỏ trứng lâu lâu còn có tiếng gõ vang lên tiểu nữ cứ tưởng sẽ nở ngay nên mới vội vã đi tìm trưởng lão mộng thiền, thiền thấy thế vừa sốt ruột vừa xấu hổ nói nhỏ. Hai mắt Hàn Lập chăm chú quan sát quả trứng, cẩn thận xem xét từng chút một thì phát hiện ra dưới đáy trứng có một vết dạn rõ ràng nhưng rất nhỏ, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Trứng đã nở rồi nhưng sau khi nó ló ra lại không thấy mẹ nên mới sợ hãi chui lại vào trong trứng. Sau khi trầm tư cả nửa ngày, Hàn lấp mới lắc đầu cho ý kiến. Dứt lời hắn suy nghĩ một chút rồi đảo tay lấy ra một chiếc lông chim thật dài phía trên có từng luồng ánh sáng lưu chuyển đưa cho mộng thiền thiền, Mộng thiền thiền tiếp nhận lấy chiếc lông chim nhưng tỏ vẻ phân vân không hiểu, chỉ biết lẳng lặng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập vừa cười vừa nói, lại gọi tiểu gia hỏa kia xuất hiện đi. Mộng thiền thiền nhẹ gật đầu, mắt chấp chấp, bán tín bán nghi đi lên phía trước, đưa tay gõ nhẹ lên quả trứng. Quả trứng khổng lồ vẫn không có chút phản ứng nào. Chân chờ một lát, mộng thiền thiền cắn môi lấy chiếc lông chim trong tay khẽ vuốt ve vỏ ngoài của trứng. Dường như lúc này quả trứng cảm nhận được điều gì đó, vốn đang yên lặng lại khẽ đung đưa, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt đẹp của mộng thiền thiền sáng ngời, một tay vẫn lấy lông chim vuốt ve vỏ trứng, tay kia cũng nhẹ nhàng vỗ về theo. Bỗng nhiên quả trứng khổng lồ dần dần ngừng lắc lư, trở nên yên tĩnh kỳ lạ, không nhúc nhích nữa. chương 268, Nhiệm Vũ, Lệ trưởng Lão, Ngài Xem, mộng thiền thiền thấy vậy, quay đầu định nói gì đó. Chỉ nghe một tiếng két vang lên thật nhỏ, chỗ vết dạn trên quả trứng khổng lồ đột nhiên rung động, vỏ trứng to cỡ đầu người vỡ ra một mảnh, lộ ra một khoảng trống. Mộng thiền thiền nghe tiếng động vội vàng quay đầu lại nhìn, tâm trạng có chút khẩn trương, lại có chút hít mong chờ nhìn lỗ hồng kia. Đột nhiên, nàng nghe thấy từ bên trong phát ra từng đợt tiếng kêu chip, chip 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 vừa to vừa non nớt, giống như tiếng kêu của gà con. Ngay sau đó, một cái đầu lớn có nhúm lông mềm như nhung chui ra, thận trọng dò xét xung quanh. Kích thước của nó không phải là nhỏ, hai con mắt khép hờ. Toàn thân của nó được bao phủ một lớp lông tơ màu xanh nhạt, Hình dạng nó nhìn không khác gà mái là bao, mỏ ngắn và thẳng, phía trên mỏ là hai cái lỗ mũi. Khuôn mặt phồng lên, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, đầu của nó hết xoay trái lại xoay phải, sau đó từ từ mở hẳn mắt ra. Nó quan sát hàn lập một lát, rồi lại nhìn qua mộng thiền thiền. Đầu nó nghiêng qua một bên nhìn nàng làm đám lông tơ trên đầu lệch qua một bên. Sau đó, nó từ từ chui ra khỏi vỏ trứng, tập tễnh bước đến chỗ của mộng thiền thiền. Hình dạng của nó không cân đối chút nào, cái đầu to lớn được nâng đỡ bởi một cái cổ vừa dài vừa nhỏ, thân thể thì mảnh mai gầy yếu. Thoạt nhìn giống như là tất cả dưỡng chất đều dùng để nuôi dưỡng cái đầu, trông dơ quái dị. Hàn lập nhìn qua hình dáng con chim, cũng không biết là có thất vọng hay không, chẳng qua là cảm thấy có chút. Xấu, chẳng biết năm đó phương bàn kiếm ở đâu ra quả trứng này, cũng chẳng biết mục đích của gã là gì. Mộng thiền thiền nhìn con chim non cổ quái hết ngả sang trái lại bổ nhào sang phải, đang cố gắng đi đến chỗ mình, đôi mắt nó long lanh phản chiếu hào quang lốm đốm trong lòng nàng lại có chút lo lắng sợ cái cổ nhỏ nhắn kia không thể đỡ nổi cái đầu to lớn có thể bị gãy bất cứ lúc nào ánh mắt nàng nhìn vào chim non không hề cảm thấy nó xấu xí chút nào ngược lại còn cảm thấy có chút ngốc nghếch đáng yêu dù sao những năm tháng nàng một mình khổ tu cũng chỉ có mình nó bầu bạn với nàng có đôi khi tu luyện gặp bình cảnh thời điểm không có cách nào đột phá hoặc là những lúc cảm thấy con đường khổ tu rất gian nan năm tháng trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo hoặc là những lúc có tâm sự không muốn nói cho đại ca, nàng đều mang quả trứng khổng lồ ra làm đối tượng để tâm sự. Không biết từ lúc nào, quả trứng khổng lồ vô danh đã trở thành bạn thân của nàng trên con đường tu tiên nhàm chán. Nó đã theo nàng từ lúc còn ở Nguyên Anh Kỳ cho đến cảnh giới ngày hôm nay. Thậm chí, có thể nói, nếu không có quả trứng khổng lồ này làm bạn, chưa chắc nàng có thể nhanh chóng trở thành hóa thần kỳ như vậy. Ngày hôm nay, quả trứng rốt cuộc cũng đã nở ra, tâm trạng của nàng lúc này có chút phức tạp. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, bế con chim non đã cố gắng đi đến bên nàng lên, vuốt nhẹ nhẹ lên đám lông nhỏ mịn trên người nó. Chim non lập tức nhẹ nhàng rụi rụi đầu vào tay nàng, lông tơ chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng chip chip nho nhỏ. Lệ trưởng lão, ngài có thể đặt tên cho nó được không? Mộng thiền thiền ôm chim non, xoay người lại nói với Hàn Lập. Trong tay người đang cầm một cái lông chim, hơn phân nửa chính là của mẹ nó. Hay kêu nó là nhiệm vụ đi hàn lập suy nghĩ một chút liền nói nhiệm vũ nhiệm vũ ừ nghe rất êm tai vậy sau này liền kêu nó là nhiệm vũ mộng thiền thiền trong miệng lặp đi lặp lại mấy lần lập tức nở nụ cười vui vẻ nói hàn lập ngắm cảnh này hơi rung động mộng thiền thiền bế chim non lên mặc kệ nó có hiểu hay không nghiêm túc nói về sau gọi ngươi là nhiệm vũ hàn lập lúc này mới chú ý phía dưới đầu của chim non xuất hiện một cục thịt nhỏ nằm ẩn trong lớp lông vũ lông mày hắn cao lại đi đến trước mặt mộng thiền thiền, đỡ lấy chim non từ tay nàng. Hắn cẩn thận đánh giá một lát, sau đó tiếp tục lật hai cánh và đuôi của chim non lên thì phát hiện ở phía dưới lông vũ đều ẩn chứa quang mang. Hắn hơi trầm ngâm, chuyện gì vậy, lệ trưởng lão, có gì đó bất ổn ư? Mộng thiền thiền có chút lo lắng hỏi, không có gì bất ổn, lúc trước, ta luôn nghĩ cách để điều tra lai lịch quả trứng khổng lồ này, nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối gì. Đến hôm nay, trứng đã nở, mới có được chút manh mối, Hàn Lập cười nói. a à, chẳng lẽ lai lịch của niệm vũ rất khủng bố, mộng thiền thiền cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tạm thời ta cũng chưa thể xác nhận, nhưng có thể khẳng định nó là một loại linh điểu phong thuộc tính. Hơn nữa, còn có khả năng là tiến hóa của một loại linh điểu phong thuộc tính có phẩm chất cực cao. Biết đâu trong cơ thể của nó có chứa chân linh huyết mạch. Hàn Lập cũng không giấu giếm, nói cho nàng biết. Mộng thiền thiền nghe xong lời ấy, ánh mắt nhìn về phía chim non cũng có chút thay đổi, tán dương. Nhiệm vũ, người thật là khó lường đó nha. Chim non tự nhiên cũng không biết được những chuyện này, không ngừng chip chip, tựa hồ đang tò mò tìm hiểu về thế giới này. Hàn lập thấy thế, khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu xanh. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh trong bàn tay kia sáng lên, bao phủ viên đan dược vào bên trong. Sau một lát, viên đan dược bên trong tầng ánh sáng màu xanh dần dần bị hòa tan, biến thành một đoàn thanh khí giạt rào linh lực. Bàn tay hàn lập dẫn động, đoàn thanh khí liền chậm rãi chảy vào bên trong mỏ của chim non. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh chậm rãi chảy từ cổ xuống bụng của niệm vũ. Sau một hồi chấp động liền biến mất không thấy gì. Chim non ngừng kêu, rồi chợt há mỏ ở một tiếng giống như người. Mộng thiền thiền cảm thấy thú vị, không nhịn được che miệng cười khẽ. Chim non còn chưa kịp ở xong, mí mắt liền chậm rãi khép lại, nghiêng đầu qua một bên, hồ đồ ngủ mất tiêu. Mộng thiền thiền thấy vậy ngẩn người đây là linh đan phong thuộc tính đối với nó thì phẩm chất hiện tại khá cao tuy rằng ta đã sử dụng pháp lực để hòa tan đan dược nhưng vẫn là quá sức chịu đựng của nó nhưng mà cũng không sao chìm vào giấc ngủ rất có lợi trong việc hấp thụ linh lực hàn lập vừa cười vừa giải thích mộng thiền thiền vội vàng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sợi lông chim kia ngươi cứ tạm thời giữ bên người nhiệm vụ là do ngươi một lòng chăm sóc quả trứng mới nở ra sau này ngươi vẫn chăm sóc nó như cũ Hàn Lập đưa chim non đang ngủ say cho mộng thiền thiền rồi nói. Vâng, lệ trưởng lão, mộng thiền thiền nhận lấy, liên tục cười đáp ứng. Ta nhớ trong linh dược viên trên núi trồng không ít cây cỏ phong thuộc tính. Sau này, người có thể dùng cỏ đó để cho nó ăn. Lúc đầu thì cho nó ăn một ít cỏ khoảng 10 năm tuổi, đợi cho nó lớn một chút thì có thể cho nó ăn một ít cây cỏ lâu năm hơn. Không được nóng vội, nhớ kỹ, không cho nó ăn những đan dược có thuộc tính khác. Hàn Lập suy nghĩ một chút, lại dặn dò. Dạ, thiền thiền nhớ kỹ, mộng thiền thiền nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi, mang theo niệm vũ về đi, hàn lập phất phất tay nói ra, mộng thiền thiền cáo lui một tiếng, ôm chim non đi về cửa lớn thạch thất. Nàng vừa tính rời khỏi, liền bị hàn lập kêu ngược lại. Chuyện gì vậy, lệ trưởng lão, ngài còn muốn dặn dò gì? Mộng thiền thiền quay người lại, nghi ngờ hỏi, nếu ta không nhìn nhầm, người đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ rồi hà? Hàn lập vừa cười vừa nói, lúc trước ta định bẩm báo cho trưởng lão biết, nhưng lại không tìm được cơ hội. Sau đó lại bị chuyện của niệm vũ làm cho bản thân nhất thời quên mất. Mộng thiền thiền mỉm cười, có chút xấu hổ nói ra. Ừ, tư chất của ngươi so với bọn người ca ca của ngươi khá hơn nên tiến cảnh chính xác là phải nhanh hơn một chút rồi. Đây là bình đan dược dành cho tu sĩ hóa thần kỳ tặng ngươi, coi như là quà chúc mừng ngươi tiến dai lên cảnh giới mới. Hàn lập ném cho nàng một cái bình xứ màu trắng, vừa cười vừa nói. Mộng thiền thiền vui mừng vội vàng nhận lấy. Sau mấy lần cảm ơn, mới xoay người rời khỏi thạch thất. Sau khi nàng rời khỏi không bao lâu, đình viện bên trong động phủ liền có một luồng ánh sáng màu xanh bay vọt ra khỏi bên ngoài xích hà phong. Ngày thứ hai, mặt trời lơ lửng trên cao, bầu trời trong xanh. Phía tây dãy núi Trung Minh, tuyết động còn chưa tan, phần lớn sơn mạch đều là một mảng màu trắng sáng loáng. Chỉ có một số khu vực như đại điện và quảng trường là được dọn sạch tuyết, lộ ra màu sắc khác biệt ngoại trừ những nơi như vậy thì còn một số nơi dưới mặt đất có hỏa mạch hoặc những nơi có suối nước nóng sẽ không có bị tuyết động có thể thấy được một chút ít cây cối đâm trồi nảy lộc trên không trung một luồng ánh màu xanh nhanh như chớp lao vụt qua hướng đến tây lâm phong cạnh một sơn cốc có hình bán nguyệt người này không ai khác chính là hàn lập đang trên đường tìm kiếm bạch tước cốc đêm qua hắn rời khỏi xích hà phong đi đến một nơi dưới chân núi thả tinh viêm hỏa điều trước cửa động thông với hỏa mạch trong lòng đất tinh viêm hỏa điều rất vui vẻ bay vòng quanh hắn hai ba vòng, sau đó liền nhanh chóng bay vào bên trong động. rồi sau đó hắn dựa vào lâm truyền các bay một mạch đến phía tây dãy núi trung minh. lúc đầu hắn tính truyền thống từ lâm truyền các đến bổ linh cốc, sau đó lại chuyển hướng đến tây lâm phong, như thế sẽ tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. trời chưa sáng là đã đến chỗ cốc hình bán nguyệt rồi. chỉ có điều nếu có một vị tu sĩ chân tiên cảnh xuất hiện tại bổ linh cốc, cho dù có đến chọn lựa tôi tớ hay không thì cũng sẽ dẫn đến một hồi náo loạn. Hàn Lập lại không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên, hắn lựa chọn truyền tống đến hội Dương Phong ở xa hơn, sau đó phi độn một mạch đến bây giờ. Bán Nguyệt Cốc giống như Tây Lâm Phong ở gần đó, cũng là một khu vực không có gì đặc biệt, địa vực bình thường nên không được tông môn coi trọng. Bên trong núi không có trưởng lão hay đệ tử mở động phủ, không có công trình nào của tông môn nên có thể coi đây là một sơn cốc nguyên sinh. Hàn Lập đáp xuống trước cửa sơn cốc, sau đó đi thẳng vào bên trong. Trước mắt hắn là tuyết động dày đặc, một vài chỗ lộ ra nham thạch màu nâu đỏ nhìn có chút hoang vu sau khi đi vào bên trong khoảng mấy trăm trượt địa hình dần trở nên rộng rãi hơn nhưng nếu so với bên ngoài thì địa hình bên trong cốc chúng hơn một ít hàn lập cảm giác được mình đang đi xuống dốc đi thêm khoảng nửa canh giờ sương mù trong sơn cốc dần trở nên mờ mịt cảnh vật hiện ra có chút mờ ảo không rõ hàn lập vượt qua một tảng đá lớn chắn ngang trong sơn cốc liền thấy phía trước là một hồ nước hình trăng khuyết có diện tích khá lớn trên mặt nước Từng luồng nhiệt đang từ từ bay lên, dĩ nhiên đây là một khu vực suối nước nóng. Nhiệt độ xung quanh suối nước nóng hơi cao một chút, có thể thấy một mảng nham thạch màu nâu đó lộ ra trên bờ. Hàn Lập đi đến ven bờ hồ liền dừng bước, quang mang màu lam trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn vào trong hồ nước. Chỉ thấy mặt hồ có từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, hồ nước trong veo nhìn thấy cả đáy. Dưới đáy hồ là từng khối đá lởm chởm không giống nhau. Trong hồ không có bất cứ sinh vật nào sinh sống. Sau một lát, Hàn Lập thu hồi ánh mắt, cẩn thận phóng thần thức ra, bao phủ lấy cả ngọn núi. Tuy nhiên, sau một phen dò xét, hắn chẳng thu hoạch được gì, giống như bán nguyệt cốc này thật sự chỉ là một sơn cốc bình thường mà thôi. Bạch tước cốc, hiện chân luân, trong miệng Hàn Lập nghĩ đến câu mà ngày đó hắn thấy trong thái huyền điện, lập tức thu lại thần thức, khoanh chân ngồi xuống. chương 269, chân thực chi nhãn. Nếu nơi đây đúng là bạch tước cốc thì gọi chân luân ra sẽ xuất hiện dị thường mới đúng chứ? Hàn lập thầm nghĩ một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết, công pháp chân môn hóa luân kinh bắt đầu vận chuyển trong cơ thể. Một tiếng ô, ô, n, g vang nhỏ, sau lưng hắn sáng lên một kim quang, một viên luân màu vàng nhạt lớn chừng một xích hiện ra, chậm chậm xoay tròn giữa không trung. Đúng là chân môn bảo luân, phía trên bảo luân, 24 vòng thời gian đạo văn hơi mở bắt đầu chấp động cực kỳ linh động. Từ trong đạo văn tản mát ra một cỗ pháp tác chấn động kỳ dị làm cho không gian 10 trượng xung quanh giống như ngưng trệ lại một cách đột ngột gió núi bị kiềm hãm không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp vô cùng ngay cả tiếng gió cũng như có như không tương tự như thế trong nháy mắt những gợn sóng trên mặt hồ cũng bị đông cứng lại gợn sóng vẫn còn nhưng lại như là bất động cách đó không xa từng đám sương mù đang di chuyển lượn lờ trên mặt hồ bị biến thành những cột khói màu trắng chuyển động cực kỳ chậm chạp đối lập hẳn với khu vực sương mù phía xa sau khi tan ra thì động lại ngay tại chỗ hàn lập quay người nhìn về bốn phía Muốn tìm ra một tia biến hóa dù nhỏ bé từ cảnh vật xung quanh, nhưng sau cả nửa ngày quan sát cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ. Ngay khi hắn nghĩ có lẽ mình tìm sai chỗ, chuẩn bị thu hồi chân ngôn bảo luân thì rốt cuộc dị biến xuất hiện. Chỉ thấy từ trong hư không đột nhiên có một đường bạch quang xuất hiện. Một con chim tước màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, bay lượn giữa không trung, vòng qua vòng lại rồi bay về hướng mặt hồ. Con chim này rõ ràng đang nằm trong phạm vi bao phủ 10 trượng của chân ngôn bảo luân mà lại không bị ảnh hưởng chút nào cứ như vậy thản nhiên bay xà xuống. Hai cái chân màu đỏ sậm của nó lướt nhẹ trên mặt nước tạo ra từng vòng tròn gợn sóng nhỏ, rồi cứ như vậy đậu trên mặt nước. Ánh mắt hàn lập nhìn chằm chằm vào con chim bạch tước mà không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này thì con chim bạch tước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại quay đầu đi, dùng chiếc mỏ nhọn màu xám của mình mổ nhẹ một cái trên mặt nước. Keng keng, hàn lập nghe được một tiếng len keng nhẹ vang lên, ngay sau đó hắn nhìn thấy từng vòng gợn sóng nổi lên trên mặt hồ, từng vòng nối tiếp nhau không ngừng lan ra bốn phía xung quanh. Càng về phía xa, kích cỡ của mỗi gợn sóng lại càng lớn hơn, cho đến khi đụng phải bờ hồ thì không ngờ lại chấn động ầm ầm, từng mảng lớn bọt nước màu trắng văng tung tóe. Ở chính giữa những gợn sóng xuất hiện một cái động màu đen lớn cỡ eo người, phía trên có một pháp trận hình bát giác tỏa hắc quang. Từ bên trong pháp trận truyền ra trận trận không gian chấn động mãnh liệt. Bí cảnh, lông mày hàn lập cao lại, thở nhẹ một hơi. Hàn Lập Trần chờ trong giây lát làm chim bạch tước tỏ vẻ bất mãn. Hai cánh nó dang rộng, lượn một vòng giữa không chung rồi lao thẳng vào hắc động, hào quang lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập không do dự nữa, sau khi thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể, thân hình hắn bay vào trong hắc động. Nhưng khi hai chân của hắn gần tiến vào hắc động thì một tầng bích trướng vô hình bỗng hiện ra, ngăn hắn lại phía trên pháp trận, không cách nào tiến vào trong động được. Gặp tình huống này, hai mắt hắn chấp động lam mang, muốn nhìn xem cấm chế này cuối cùng có huyền cơ gì. Một lúc lâu sau, lông mày hắn cao lại, nâng quyền lên đánh thẳng về phía bích trướng. Kết quả một quyền này giống như đánh lên bông vậy, hơn phân nửa lực đạo bỗng chốc biến mất vô tung vô ảnh.